Hùng Lê xin được kính chào quý anh chị nhà đầu tư và chúng ta lại cùng gặp lại trong bản điểm tin tuần rất là quen thuộc vào mỗi buổi tối ngày thứ sáu trên kênh chứng khoán Chiến binh điện tử có sóng. Và như thường lệ thì bản tin của chúng ta sẽ có các cái nội dung chính như sau. Phần thứ nhất thì Hùng Lê cùng với các anh chị em của chúng ta sẽ đi view lại tất cả các cái mã cổ phiếu, các cái danh mục của chúng ta rất là cơ bản, từ các cái mã cổ phiếu nhóm trụ rồi ngành bảo hiểm, bán lẻ, họ thép, xi măng. Nhóm cổ phiếu ngành P, rồi bất động sản, họ banh, nhóm ngành chứng khoán, cảng biển, than khoáng sản, phân đạm hóa chất. Và tuần này thì có thời gian chúng ta sẽ đi phân tích một số các cái mã cổ phiếu về nhóm ngành penny. Như vậy là chúng ta sẽ gọi là cái tuần cuối cùng của tháng 5 và bước sang tháng 6 thì chúng ta sẽ kỳ vọng thị trường của chúng ta sẽ có những cái bước giao dịch khởi sắc hơn, tốt hơn. Và chúng ta đã thấy rằng trong tuần video, bản tin video số 127 thì Hùng Lê đã có những cái ý đồ về việc thị trường có khả năng tạo đáy sau khi mà index của chúng ta có những cái vùng test kỹ thuật đó, có những cái vùng test kỹ thuật rất là căn bản, và Hùng đã có phân tích khá là kỹ đó, ở vùng 1215 và sau đó thì vùng 1190 nếu có. Và cùng với thời điểm đó thì cũng có phân tích cái điểm test cung kỹ thuật của VN30 và phái sinh ở vùng 1260 điểm và sau đó 1235 đến 1240. Thì phần cuối của bản tin thì cũng sẽ view lại các cái kịch bản phân tích tuần cho các anh chị để chúng ta có những cái phân tích, có những cái nhận định nó rõ hơn. Và như vậy thì thị trường của chúng ta đã có một tuần tăng điểm phải nói rất là ấn tượng anh chị, rất là ấn tượng, và nó mở ra một cái dự báo một cái trend kỹ thuật, đó là một trend kỹ thuật sóng hồi. Vậy thì cái sóng hồi này nó sẽ đi về đâu? Bởi vì bản chất là trong tuần vừa qua thì team của Hùng Lê cũng đã, và bản thân Hùng Lê cũng đã khuyến nghị trên nhóm đó, chúng ta bắt đầu mua, chúng ta bắt đầu giải ngân. Bởi vì sao? Bởi vì thị trường đã có những cái tín hiệu tạo đáy rất là tốt và nó mở ra, tức là trước đây, những cái tuần giao dịch trước đây thì gần như Hùng không tìm được điểm mua các mã cổ phiếu. Nhưng trong cái bản tin tuần video số 127 thì cũng đã có phân tích rồi, chúng ta đã mở ra, đã có rất nhiều các nhóm ngành, rất nhiều các mã cổ phiếu đã mở ra những cái tín hiệu đầu tiên để giúp chúng ta có những cái nhận định về khả năng thị trường bắt đầu có những cái tín hiệu phục hồi. Còn không ai có thể biết được đâu là đáy, đâu là đỉnh của thị trường. Chỉ có khi mà thị trường tạo đáy xong thì chúng ta mới biết là đáy. Nhưng bằng các cái công cụ phân tích kỹ thuật, bằng các cái góc nhìn và bằng các cái cách tiếp cận vấn đề thì Hùng cũng có dự báo được một cái phần nào đó về cái khả năng tạo đáy của thị trường. Ok anh chị. Và để anh chị em chúng ta có được những cái phân tích sớm nhất, tối ưu nhất, tốt nhất về xu hướng cổ phiếu cũng như về xu hướng của thị trường thì Hùng Lê mời anh chị em cộng đồng nhà đầu tư ở trên khắp mọi miền của Tổ quốc chúng ta về đồng hành cùng với team của Hùng Lê tại công ty chứng khoán VPS. Thì Hùng sẽ có một cái nhóm không chat, đây là cái nhóm Hùng sẽ gửi lên tất cả mọi cái phân tích của Hùng Lê, và các anh chị có thể tham khảo thêm về mặt thị trường chung và về mặt cổ phiếu. Tất cả những cái đánh giá về mặt cổ phiếu, về mặt thị trường thì sẽ được phân tích trực tuyến lên ở đây. Thay vì cái câu chuyện là một tuần thì chúng ta mới xem được một bản tin thì chúng ta sẽ có những cái cập nhật trực tuyến trong cái khung thời gian giao dịch thực. Bởi vì cổ phiếu thì nó chỉ có một cái giai đoạn để mua, chỉ có một cái điểm mua rất là nhanh gọn ở một cái vùng nào đó, và khi mà chúng ta bị qua cái điểm mua đó đi thì như vậy là chúng ta đã bị trễ rất nhiều các cơ hội. Và cụ thể trong tuần vừa qua thì chúng ta đã bắt được rất nhiều các mã cổ phiếu, rất nhiều các mã cổ phiếu các anh chị, trong phiên giao dịch ngày thứ hai và ngày thứ ba. Đó là những cái phiên mà thị trường có những cái bản lề, có những cái tín hiệu kỹ thuật, và phần cuối của bản tin thì chúng ta sẽ phân tích những cái tín hiệu đó để chúng ta nắm thêm được đó. Và tất cả mọi cái phân tích thì nó đều được Hùng Lê truyền tải ở trên khung giao dịch trực tuyến và trên nhóm không chat NO02. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào nội dung chương trình, đó là chúng ta sẽ đi view các cái mã cổ phiếu, các cái mã cổ phiếu nhóm trụ các anh chị nhá, và các cái mã danh mục, gọi là danh mục cổ phiếu mạnh đi, chúng ta nói như vậy. Thì đối với VIX, ở trong tuần vừa qua VIX đã có một tuần giao dịch chủ đạo là đi ngang tích nền ở biên 76 đến biên 77, và với tín hiệu này thì chúng ta cũng có thể kỳ vọng là VIX sẽ đánh lên khoảng vùng 82. Ở Vinhome trong tuần vừa qua đã có một cái tuần giao dịch rất là tốt, và nó đã có những điểm test cung kỹ thuật đẹp ở quanh vùng 65. Về mặt kỹ thuật thì tuần này nó đã đạt được đến vùng 70, đó là cái vùng target kỳ vọng, và có thể tuần tới nó sẽ kéo qua vùng 72. Sau đó thì nó sẽ tự test cung kỹ thuật ở quanh vùng 68.5, mà không thủng thì chúng ta sẽ hướng cái target kỹ thuật của về Vinhome lên khoảng quanh vùng 74 đến khoảng vùng 75.
VRE trong tuần vừa qua cũng đã có một cái tuần giao dịch hết sức là tích cực, mặc dù là cái lực cầu thì nó cũng chưa được là thuyết phục lắm, nhưng về giá thì rất là ok. Tuần giao dịch vừa qua thì VRE đã có những điểm test cung kỹ thuật ở quanh vùng 26-26.5, lực cầu thì đã đẩy được lên vùng 28 và trong tuần thì nó đã đóng cửa được gần vùng 30. Trên góc độ kỹ thuật thì vùng 30 trở thành cái vùng kháng cự ở đây, nên là nó có hai cây nến, nó vừa công kháng cự nhưng nó vừa test. Tuần tới thì VRE sẽ có những điểm test cung kỹ thuật ở quanh vùng 28.8 đến khoảng 29.4. Mục tiêu ở trong nhịp này thì VRE đã có dòng tiền rồi, chưa thực sự thuyết phục nhưng nó đã có dòng tiền rồi, và mục tiêu sẽ hướng về khoảng vùng 32. Vinamilk cũng trong tuần vừa qua, Vinamilk cũng đã có một cái sự phục hồi rất là tốt sau khi mà chúng ta có dự cái điểm test cung kỹ thuật ở đây, mặc dù là có những cái thời điểm mà Vinamilk đã test thủng qua cái điểm chúng ta dự báo đây là quanh vùng 67 các anh chị, quanh vùng đây 67, ok. Đó, thì tại thời điểm hiện tại thì Vinamilk đã có một cái điểm đánh rất là đẹp, và trong tuần thì nó đã tiệm cận lên đến cái vùng ở đây, vùng 73-73.5, đấy là vùng kháng cự. Thì khi mà chạm vùng kháng cự thì Vinamilk đã có hai cái test ở đây. Nó tự test cung, và tự test cung khi mà chạm kháng cự như này là cực kỳ đẹp. Tức là tuần tới Vinamilk không thủng vùng 70.7 thì chúng ta sẽ kỳ vọng Vinamilk sẽ đánh lên khoảng vùng 75 đến khoảng vùng 76 của nhịp này. Cổ phiếu VDC trong 2 tuần vừa qua thì VDC đã có một cái nhịp tích lũy theo quan điểm kỹ thuật của ông Lê như thế này là rất là đẹp. Nó tích lũy ở quanh biên 122.5 đến khoảng biên 123. Đây là những cái cơ sở kỹ thuật rất là quan trọng để có thể kỳ vọng VDC kéo các anh chị nhá. Thì tuần là VDC đã có một lực đánh khoảng gần 900.000 cổ phiếu, như vậy là khá là ok rồi. Mục tiêu thì nó sẽ kéo lên đây, chạm với vùng kháng cự đây, đó là bao nhiêu đây ạ? Ở ngắn hạn thì nó sẽ kéo lên khoảng vùng 130 đó. Nó sẽ kéo lên 130, sau đó nó có một nhịp nhả cung và sẽ kéo lên khoảng vùng trùng 134 đến vùng 135, đó là target hợp lý của VDC. HVN thì tuần này cũng bắt đầu có một cái sự phục hồi khá là tốt, mặc dù cái cổ phiếu này thì nó cái tính cơ bản thì nó không có các anh chị nhá, bây giờ là bị lỗ 2 năm rồi. Nhưng trên góc độ kỹ thuật thì bắt đầu có một cái dòng tiền đánh ở đây, thì các cái tài khoản mà kẹp hàng các anh chị có thể canh ở biên 7.5 đến biên 18. Rồi sau đó thì khả năng thứ hai, thứ ba nó sẽ có những cái điểm test cung kỹ thuật ở quanh vùng 18.3, đấy là những vùng mà anh chị canh gom. Nhịp này thì có thể kỳ vọng ở quanh vùng 20 đến khoảng vùng 20.5, đấy là vùng mà chúng ta sẽ canh chốt. Sông Đông Kiên Giang phiên ngày hôm nay đã có một phiên giao dịch tương đối thành công và nó đã kéo từ cái vùng đây ạ. Chúng ta trong bản tin tuần chúng ta có phân tích vùng 13-13.6. Trong tuần vừa qua nó có test nhẹ về vùng 13.6 và đây nó kéo lên, và cái lực kéo này thì dự kiến nó sẽ kéo lên khoảng quanh vùng 17 và sau đó thì nó sẽ đi test trả lại cung kỹ thuật một cái nhịp nữa. Và cái nhịp 2 này sẽ là cái nhịp mà các tài khoản mà chúng ta chú ý, chúng ta có thể canh gom. Hùng sẽ có thêm những phân tích chi tiết hơn về cái khả năng trả cung kỹ thuật ở đây, và Hùng sẽ kè lại điểm gom, nhưng mà cái nhịp này thì nó sẽ lên khoảng quanh 17 và nó sẽ trả cung. Cổ phiếu VTD cũng có một tuần giao dịch khá là đẹp khi mà nó tích lũy đây, có một cây trả cung và cái vùng dự kiến trả cung đó là vùng 16-16.5. Các anh chị em lưu ý là tất cả các bản tin tuần cùng nó sẽ nằm ở trên kênh YouTube Chứng khoán Chiến binh Điện tử Ngõ 6 và nó sẽ tồn tại vĩnh viễn, miễn là sao mà gọi là YouTube nó không cho mình tiếp tục hoạt động đó, và cũng không có xóa bất kể một cái bản tin nào hết. Bởi vì sao? Bởi vì tất cả những cái bản tin của chúng ta nó là cái mạch thời gian, bản tin tuần trước thì nó sẽ móc xích với tuần này và tuần này thì nó sẽ móc xích với tuần tiếp theo đó, và Hùng không có tranh luận cái quan điểm đúng sai, bởi vì tất cả những cái gì mà Hùng đưa ra trên bản tin tuần đấy là những cái gì tối ưu nhất mà Hùng mang lại cho cộng đồng nhà đầu tư. Nó có thể đúng, nó có thể sai, nó có thể chưa đáp ứng được cái yêu cầu của anh chị thì anh chị vui lòng chúng ta xem đó. Ai cảm thấy vui, ai cảm thấy có ích thì chúng ta xem, ai cảm thấy chưa vui, không có ích mà không phục vụ được cho cái nhiệm vụ kiếm tiền của mình ở trên thị trường chứng khoán thì thôi chúng ta không xem đó, như vậy thôi. Rất là đơn giản như vậy để các anh chị em hiểu một cái phương châm như vậy để chúng ta làm việc cho nó dễ hơn, đúng không các anh chị? Đó thì quan điểm của Hùng là như vậy các anh chị nhá. Rồi ok, chúng ta sẽ tiếp theo thì đối với VTD thì nó sẽ có những cái nhịp chỉnh cung kỹ thuật lại. Tuần này thì nó cũng đã đạt được lên khoảng vùng 18 năm này và nó đang có những cái nhịp test lại cung, thì tuần tới nó khả năng nó test lại quanh 17. Nhịp này thì chúng ta cũng có thể kỳ vọng VTD khả năng sẽ đánh về quanh khoảng vùng 21.
Mansan thì trong tuần vừa qua chúng ta sẽ view lại một tí. Trong tuần vừa qua chúng ta có dự chỉnh những cái điểm dự chỉnh sâu ở quanh 100-101, nhưng mà nó chỉ chỉnh về quanh 105 thôi. Đồng thời nó cũng có một cái kháng cự ở đây, nó chạm kháng cự ở đây, đó là vùng 113.5, thì nó đang có ba cây nến test kỹ thuật. Về mặt kỹ thuật test như này là tạm 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 gọi là ok các anh chị. Thì tuần tới nếu như nó có chỉnh sâu thì nó sẽ chỉnh test lại quanh 105, và sau đó thì cái target của nhịp này chúng ta có thể hướng man san lên khoảng quanh vùng 120. Các anh chị cầm thì chúng ta sẽ cầm tiếp. Đúng không? BPH ở trong tuần vừa qua thì BPH cũng đã đánh tương đối là tốt. Sau khi mà BPH có nhịp test cung kỹ thuật, đó, nhịp test cung này là chúng ta đã phân tích rồi, 18.5 đến khoảng vùng 49, thì các anh chị có thể nhìn thấy đây có hai cây nến test cung, và sau đó thì nó phục hồi, lực phục hồi khá là tốt ở trong 3 phiên kết tuần đó. Ngắn hạn thì chúng ta sẽ kỳ vọng là em này sẽ đánh lên khoảng vùng 55.5 đến khoảng vùng 56. BMI cũng đã có một tuần giao dịch thành công, khi mà BMI đã có một cái vùng test kỹ thuật ở đây vùng 28.5, vùng 29 với lực kéo tương đối ổn. Với lực kéo này thì chúng ta sẽ kỳ vọng BMI ở quanh vùng 34 đến khoảng vùng 35. Vùng này các anh chị lưu ý, nếu như cổ phiếu bị chốt thì chúng ta sẽ chốt bớt một phần, sau đó chúng ta chờ để chúng ta cover lại hàng. MIG cũng hoàn toàn tương tự như BMI, đã có một tuần giao dịch cực kỳ thành công, và MIG đã đạt được cái mark target của chúng ta đánh giá ở đây, đó quanh vùng 28.5. Có hai cây nến test như thế này cũng là rất đẹp. Như vậy thì tuần tới MIG có thể test lại vùng 27 đến khoảng vùng 273 các anh chị nhé. Đó, ở cái vùng test kỹ thuật này mà không thủng và nó vẫn duy trì tốt và lực cầu vẫn ở đâu đó khoảng tầm sấp xỉ khoảng tầm 2 triệu cổ phiếu trên một phiên, thì chúng ta sẽ hướng lên cái target kỹ thuật ở vùng 31 đến khoảng vùng 32, tức là nó về đỉnh ở đây. Thì về đây là các anh chị em lưu ý là chúng ta sẽ chốt, tí nữa chúng ta sẽ phân tích thị trường chung để chúng ta hiểu được rằng đến cái đoạn nào thì chúng ta nên chốt cổ phiếu và nên chốt lãi ở trong cái nhịp này. Bởi ông thấy rằng là thị trường nó sẽ đi theo những cái sóng sóng hình sin, nó có thể hồi lên đây đến đoạn này chốt và sau đó nó vòng xuống thì chúng ta lại canh để chúng ta mua lại, sẽ có cái giá vốn nó tốt hơn, tối ưu hơn các anh chị. Cổ phiếu PVI PVI thì cái tính cơ bản của nó rất là ok, rất là happy luôn các anh chị. Tuần này thì nó đánh thực sự chưa thực sự tốt và nó vẫn vòng vo ở quanh vùng 49, khả năng ngắn hạn thì nó sẽ có lại ở vùng 54. Rồi chúng ta sẽ đi phân tích các kênh mã cổ phiếu nhóm trụ và thuộc ngành bán lẻ các anh chị nhé, rất là tuyệt vời. Trong đó có MVG. Thì đối với MVG các anh chị có thể xem lại đây, bên này thì Hùng đang phân tích một sóng xuống và đến trong bản tin tuần thì chúng ta có nói đến vùng 128-130, đó là cái vùng hỗ trợ kỹ thuật, và kết hợp với những cái tín hiệu mà thị trường tạo đáy thì MVG đã hoàn thành cái target ở 140, và cây nến kết tuần ngày hôm nay thì cây nến rất là đẹp. Trên góc độ kỹ thuật, sau một cây nến kéo của MVG như này thì phiên ngày thứ hai khả năng sẽ trả lại ở quanh 143.5, nó trả tích lũy ở quanh 143.5-145 ở đây. Tích lũy ổn định thành công thì chúng ta sẽ neo cái target của em này lên khoảng quanh 155, đó quanh 155, và có thể lên 155 thì nó sẽ bắt đầu, nó cũng sẽ có một cái nhịp trả cung tiếp theo ở đây để chúng ta sẽ và căn cứ cái nhịp trả cung đó ở khoảng quanh 150 không thủng, đúng không ạ, thì chúng ta sẽ neo target của nó lên khoảng vùng 160. Tức là gì? Tức là dữ liệu kỹ thuật là chúng ta phải căn cứ cái tín hiệu kỹ thuật thực tế của cổ phiếu, và trên cơ sở đó thì chúng ta sẽ đưa những cái target đó, chúng ta phân tích một sóng lên, và hiện tại chúng ta đang phân tích một sóng lên của MVG. PNG cũng rất là đẹp. Trong tuần thì PNG đã vượt mọi kỳ vọng, tức là trên góc độ kỹ thuật thì chúng ta có nói đến PNG ở vùng 100 đến khoảng vùng đây là bao nhiêu ạ? Vùng 100 đến khoảng vùng 101 ở đây, đó là vùng hỗ trợ kỹ thuật, đúng không anh chị? Trên bản tin tuần chúng ta nói rồi, và chúng ta hướng cái mục tiêu của PNG lên quanh 112. Tuần này thì nó vượt luôn 112, đó, break 112 thì nó sẽ lên 120.5. Break 120.5 thì nó có khả năng đi về đâu? Nó có khả năng đi về 125 đến 127, và các anh chị đang cầm PNG chúng ta chú ý ở vùng này, chúng ta sẽ canh chốt các anh chị nhá, sẽ canh chốt. Đó, vùng này thì chúng ta sẽ canh chốt này. Đó, chốt tạm đi, bởi vì sao? Bởi vì đây chúng ta nhìn thấy đấy ạ. Đó, đến cái đoạn mà chúng ta cần chốt thì chúng ta sẽ nên chốt. Ok. Cổ phiếu PET cũng đánh rất là hay ở trong tuần giao dịch vừa qua, và gần như PET thì cũng đã hoàn thành cái mục tiêu, đó là nhịp hồi thứ nhất. Thì ở bên này thì chúng ta có phân tích một cái sóng xuống của PET, đúng không anh chị? Đó, và sóng xuống của PET thì đâu đó trong cái bản tin tuần video số 126 thì chúng ta có nói đến cái vùng 30 ở đây, đó là cái vùng hỗ trợ kỹ thuật. Đó, sau đó thì nó break lên được khoảng quanh vùng 33, thì từ vùng 33 chúng ta bắt đầu phân tích một cái sóng lên, chạm target tuần này thì nó đã vượt kỳ vọng, tức là nó đạt đến 40 trên 40 là đạt target tuần.
Thì trên góc độ tuần tới khả năng với cái đà này thì đà hưng phấn mà thì nó sẽ kéo lên một nhịp nữa. Thì Hùng cũng chưa 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 giám sát được là nó sẽ kéo hẳn lên trên này rồi nó chỉnh cung, hoặc là nó chỉ đi một hai cây nữa thì nó chỉnh cung. Nhưng ở trên góc độ kỹ thuật mà nó giữ ở vùng 39 đến vùng 40 là tốt để chúng ta có một cái target tiếp theo của pet ở trong nhịp này, nó sẽ đi về đâu đó khoảng vùng 46.5 là ok. Đó. Digiwo nó cũng khá là tốt ở trong tuần vừa qua, thì Digiwo đã đạt được cái target tuần đầu tiên đó là quanh vùng 123. Lực đánh của cây nến kết tuần khá là tốt, tuy nhiên trên các đội kỹ thuật thì nó vẫn có những cái điểm khả năng nó sẽ trả lại quanh vùng 122.5 đến 123. Ở vùng này nó xây thêm khoảng 1 2 cây nữa ổn định thì chúng ta sẽ neo được cái target của em này lên khoảng vùng 135 140, nói chung lên vùng 140 135 đây, đấy là những cái vùng mà chúng ta chủ động và chúng ta chốt thôi các anh chị, đủ rồi đúng không ạ? Ít nhất là chúng ta đã có một cái nhịp hồi quá tuyệt vời. Để làm gì ạ? Để chúng ta thu hồi lại một số các cái mã cổ phiếu mà nó có lực hồi tốt ở trong nhịp này, và sau đó thì chúng ta sẽ thu lại tiền để chúng ta chém cá cho những cái nhịp tiếp theo. Cổ phiếu Hợi Ích cũng rất là ok, cổ phiếu Hàng Xanh cũng đã được cùng khuyến nghị phân tích đầu tư. Đó, Hợi Ích bắt đầu nhìn từ ngày 4 tháng 5, 6 tháng 5, 25 tháng 5, đó biên 20, 20 20.5 chúng ta sẽ canh gom thêm, và sau đó thì biên 19 19 19 đến 7 nếu có. Tức là khi chúng ta gom cổ phiếu thì chúng ta sẽ có thêm những cái điểm gọi là điểm dự phòng. Thì đến phiên kết tuần thì ở Anh đã vượt lên vùng 22, và trong mục tiêu thì cũng đánh giá rằng khả năng nhịp này ở Anh sẽ đi lên khoảng quanh vùng 24 rồi nó mới chỉnh cung. Lực đánh này vẫn đang khá là ok và khả năng thì đi tiếp của Anh vẫn đang ổn áp. Rồi, cổ phiếu của ngành thép thì đối với thời điểm hiện tại các anh chị đã biết là giá thép của thế giới đã bắt đầu có cái sự phục hồi rất là ok. Chính vì vậy ông Lê lưu tâm đến các anh chị, tuần tới các anh chị đập chết thép ăn thịt cho ông Lê. Đó, đập chết như nào thì trong cái bản tin tuần video số 127 cũng đã còn nhấn mạnh cổ phiếu Nam Kim. Nam Kim, bây giờ chúng ta sẽ phân tích Nam Kim đầu tiên, NKG. Nam Kim là một trong những mã cổ phiếu thép khỏe nhất ở trong thời điểm hiện tại, phải nói là như vậy. Vì sao? Bởi vì sau trong cái bản tin tuần đó, video số 127 cũng đã có những cái nhấn mạnh sau khi mà nó dự báo về cái khả năng là nó kéo về quanh 30 thì nó sẽ quay lại test ở đây, đó là nó sẽ quay lại test ở quanh vùng 27 đến 28. Thì các anh chị nhìn thấy nhá, trong phiên ngày thứ hai và phiên ngày thứ ba nó kéo lên vùng 30 cộng, và phiên ngày thứ tư, ở phiên ngày thứ ba thì nó test luôn về cái biên kỹ thuật của chúng ta dự báo đây, và đến hai phiên kết tuần thì nó đang ngồi lại được ở trên cái vùng 30 cộng với một lực cầu đánh tương đối tốt ở khoảng tầm 12 triệu, tức là nó vượt khoảng tầm 7 triệu cổ phiếu trên một phiên là ok rồi. Thì với những cái tài khoản anh chị em mà chúng ta đang cầm Nam Kim thì tuần tới chúng ta sẽ canh những cái điểm, có thể là nó sẽ còn những cái điểm test ở đây này. Đó, những cái điểm test ở khoảng vùng 29.8 đến khoảng vùng 30, đó là những cái vùng mà anh chị em của chúng ta sẽ canh gom thêm Nam Kim với mục tiêu trong nhịp này sẽ đánh lên khoảng vùng 35 đến khoảng vùng 37. Giá thép đang phục hồi. Ở cổ phiếu Hoa Sen HSG thì đối với HSG trong tuần vừa qua nó cũng đã đi khá là ok, khá là ok trên góc độ kỹ thuật. Đó, khá là ok, để xem kiểm tra trên chart giờ xem. Khá là ok rồi các anh chị, khá là ok được đó. Thì NKG nó cũng đã đi rất là ok, đúng với cái ý đồ kỹ thuật của Hùng đánh giá ở đây, đó là vùng 20 đến mắc của nó là 22, tức là nó đang đi hình răng cưa, và cái điều quan trọng nhất đó là vùng 20 của nó không bị phá vỡ và lực cầu bắt đầu có những phiên phiên ngày hôm nay là phiên rất tốt này, bắt 16 triệu đó, chứng tỏ dòng tiền lớn là người ta nhìn thấy cái mánh khóe ở đây rồi đó. Vậy thì tuần tới Hoa Sen và các tài khoản mà các anh chị đang cầm thì chúng ta có thể Hoa Sen sẽ có những cái điểm test lại ở quanh vùng 22 đó, quanh vùng 22 22.1 22.5 tức là biên biên 22 đây, thì những cái vùng đó là vùng chúng ta canh gom, và mục tiêu tiếp theo mà Hoa Sen sẽ đánh lên khoảng vùng 25, break được vùng 25 thì như vậy Hoa Sen sẽ bắt đầu một cái sóng tăng quay ngược trở lại đây, đấy là một cái sóng tăng mà chúng ta sẽ có rất nhiều cái điều để chúng ta nói đến nhóm thép các anh chị. Rồi Hòa Phát thì từ từ, Hòa Phát thì chưa ổn lắm. Hòa Phát thì hiện tại là trong tuần thì Hòa Phát bị một cây đè gãy ở đây trên các đồ kỹ thuật, rồi Hòa Phát bị đè gãy vùng 36 và nó đang có ba cây lấy lại, tức là đang cố công lại vùng 36, thì như vậy là tuần tới chúng ta sẽ cần phải đánh giá thêm cái khả năng break nền 36 ở đây, có thể là chạm vùng 36 thì nó sẽ quay trở lại, nó test lại vùng 34 34.5 ở đây.
Đó, và sau những cái điểm test kỹ thuật này thì thành công á, đó, thì chúng ta bắt đầu chúng ta mới nhóm nhóm chúng ta gom thêm ở đây, và khi cổ phiếu này break lại vùng 36 cái đó có thể mở gom mạnh đó, thì đối với Hòa Phát chúng ta từ từ. Đối với TVN tuần vừa qua nó cũng đã đẹp rồi đúng không? Nhìn về góc độ kỹ thuật như này rất ok, nó đã test vùng 9.6 đến 10 khá là ổn định. Mục tiêu thì nó sẽ chạm lại quanh vùng 11 đến khoảng vùng 11.3. Khi chạm đến cái vùng này thì nó sẽ có một cái điểm test cung hoặc là có một cái điểm đi ngang ở đây thêm một vài phiên, và sau đó thì chúng ta sẽ đánh giá thêm cái khả năng về 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 cái sự phục hồi ở đây. Đó, nó phụ thuộc vào cái tín hiệu test kỹ thuật ở đây để chúng ta có thể nâng cái target của em này lên khoảng vùng 12 12.5. Cổ phiếu TLH thì trong tuần vừa qua cũng rất là ok đúng không anh chị? Ở đây đó là biên kỹ thuật 11.4 11.8 nó đã đi rất ổn định ở trong 2 tuần, phải nói như vậy, trong 2 tuần, và phiên kết tuần thì có một cái lực cầu cũng đã vượt trung bình 21 phiên. Ngắn hạn thì chúng ta có thể kỳ vọng cái nhịp này thì nó sẽ đi về khoảng quanh vùng 14, khỏe hơn thì sẽ ở khoảng vùng 15, tức là khoảng vùng 14 15 ở đây thì nó sẽ bắt đầu có một cái nhịp chỉnh cung kỹ thuật, thì nó sẽ đánh giá thêm cái điểm mà chúng ta có thể ke để chúng ta gom thêm. Khả năng nếu mà nó chỉnh lại vùng 13 mà không thủng á, nó tích lũy lại được thì nó sẽ đi theo mô hình như này đó, thì đấy đây sẽ là những cái thời điểm mà chúng ta sẽ gom thêm cổ phiếu TLH các anh chị. Rồi, đối với nhóm ngành xi măng thì chúng ta cũng có hai mã cổ phiếu rất là đẹp đến trong thời điểm hiện tại, đó là mã cổ phiếu BCC. Thì đối với BCC nó có một cái nền tích lũy ở đây 14 14.5 ở đây khá là ok anh chị nhé. Và trong tuần thì bản tin tuần thì cũng đã có phân tích rồi, tuần vừa qua nó có một điểm test kỹ thuật của nó ở đây. Đó, và mục tiêu thì chúng ta sẽ hướng về vùng 17.5 đến khoảng vùng 18. HT1 nói chung bây giờ HT1 thì nó cần một cái lực cầu nó mạnh mẽ hơn, khoảng tầm vượt 2,5 triệu cổ phiếu trên một phiên. Trong tuần vừa qua thì HT1 cũng có biên 15 năm đến biên 16 khá là ổn. Ngắn hạn thì chúng ta sẽ kỳ vọng HT1 sẽ đánh lên khoảng vùng 18, sau đó nó sẽ chỉnh cung và chúng ta sẽ ke nhịp chỉnh cung này để chúng ta dự báo tiếp cái xu hướng tiếp theo của HT1. Nhóm ngành dầu khí thì chúng ta đi phân tích nhóm ngành dầu khí, thì trước khi mà đi phân tích nhóm ngành này thì cũng sẽ có một vài cái ý như thế này. Thứ nhất là đến thời điểm hiện tại thì các nước EU trong 44 công ty, đâu đó khoảng 44 công ty trước chiến tranh thì họ mua dầu khí của Nga, thì hiện tại là đó có khoảng tầm 20 công ty đã mở các cái tài khoản ngân hàng và đồng ý thanh toán bằng tiền rút mua dầu. Như vậy là chúng ta thấy rằng là cái căng thẳng về năng lượng nó rất là kinh khủng đúng không anh chị, và đâu đó có thêm khoảng tầm 14 đơn vị nữa là cũng đang trình các cái thủ tục để mà có thể mua được dầu và khí đốt. Và chúng ta thấy rằng là cái câu chuyện về dầu Brent và dầu WTI đã tăng khá là tốt ở trong tuần vừa qua, và khí tự nhiên cũng đang tăng rất là mạnh. Đó, thì đấy là một trong những cái yếu tố nó đã thúc đẩy nhóm P đã có một cái hành trình tăng khá tốt trong thời gian vừa qua. Và chúng ta nhìn ở trên góc độ kỹ thuật của WTI hiện tại thì cũng không có bật cái update, không biết là hiện tại nó đang giao dịch như thế nào. Nhưng đến khoảng tầm 15 giờ chiều ngày hôm nay thì WTI đang tiệm cận lại cái vùng đỉnh của nó, đây là 115. Và nhìn về mặt xu hướng như này thì khả năng WTI sẽ lên khoảng, tức là nó sẽ lên lại cái vùng đỉnh cũ của nó đây, khoảng 125 đến khoảng 130. Nếu như cái căng thẳng địa chính trị nó tiếp tục nó tiếp tục căng thẳng như thời điểm hiện tại như thế này thì khả năng là cái việc mà giảm giá xăng dầu với giá 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 dầu thô và giá khí tự nhiên nó giảm, khả năng nó sẽ rất là thấp các anh chị. Đó, trừ khi là chiến tranh kết thúc, thế còn chiến tranh vẫn cứ dai dẳng như này thì đấy là một cái câu chuyện nó vẫn còn rất là dài. Và cái câu chuyện là giá xăng tăng thì ok thì chúng ta đánh P nó sẽ tốt, nhưng mà nó sẽ cũng có những cái hệ lụy về nền kinh tế nó khá là khó khăn đúng không anh chị? Các anh chị đều biết rằng là xăng tăng thì tất cả mọi thứ sẽ tăng theo nó, từ mì tôm, từ thức ăn nước uống, từ dầu ăn, rồi từ dầu rửa mặt, sữa rửa mặt, vân vân, những cái đồ gì chúng ta dùng hàng ngày nó tăng hết đó, thì đó nó sẽ rất là khó khăn. Và cái xu hướng của nhóm P thì theo quan điểm của Hùng là nó vẫn còn đánh thì chúng ta sẽ đi phân tích mã đầu tiên. Đối với GAT á, thì nó chỉ kéo chỉ số thôi, và gần như thì Hùng không có khuyến nghị đầu tư cái con này. Nói chung GAT thì khi cần phái sinh cần long thì anh cũng kéo, khi phái sinh đạp trọt thì ông ấy xả thôi, bởi vì GAT là nó không có cái ý nghĩa về mặt đầu tư nhiều đúng không anh chị? Chúng ta phân tích để chúng ta nắm được. Thì đối với GAT
trong tuần thì nó cũng đã khá là ok ở vùng 104-105, đây là vùng hỗ trợ kỹ thuật mà chúng ta đã có đề cập. Nhiệm vụ của GAT thì tuần tới khả năng sẽ công về vùng 115 đến khoảng 116, đây là vùng kháng cự và nó cũng sẽ song trùng với cái sự kháng cự mạnh của thị trường chung đó. Và đến cái vùng này mà bị xả là thôi anh em chú ý nhá, khi mà GAT mà xả là lúc đó là thị trường có biến. Đây các anh chị nhìn thấy này, GAT xả này là thị trường có biến này, GAT xả là thị trường có biến, nên là lưu ý. Ở Pelix, ok, Pelix đã được khuyến nghị đầu tư đó, đã được phân tích đó, Pelix này đó, ví dụ vậy. Pelix ngày hôm qua đấy, ngày hôm thứ năm VKTI đó, 17 tháng 5 đã có phân tích những cái mã cổ phiếu mà có tiếp đà tăng tốt, đó sẽ là những cái mã cổ phiếu ví dụ Pelix, PVT, PVC, OI, BSR tiếp bước. Và các cái tài khoản ngày 17 tháng 5 thì các cái tài khoản mà cầm P thì xem xét cân thêm, và chúng ta sẽ hồi T cộng và chúng ta sẽ đảo hàng, tức ý nôm na là cân rồi là cổ phiếu nó hồi thì như vậy là chúng ta đảo vào đây các anh chị, cổ phiếu hồi đúng không ạ. Thì đối với PLX rất là đẹp, trong tuần vừa qua nó test vùng 39 cực kỳ ổn luôn, tức là biên 39 biên 40 khá là đẹp của PLX. Ngắn hạn thì chúng ta sẽ kỳ vọng PLX sẽ đánh lên khoảng vùng 45, khỏe hơn thì là 46.5. Sau đó thì Pelix sẽ bắt đầu một cái nhịp chỉnh cung, thì nó sẽ song trùng với cái việc mà thị trường chung sẽ chỉnh đó, và những cái nhóm ngành nó sẽ đồng loạt nó chỉnh cung, thì đấy là cái thời điểm mà chúng ta chốt để chúng ta sẽ tiếp tục cân lại hàng. PVT thì trong tuần vừa qua PVT đã có một cái điểm test lại quanh vùng 18.6 và PVT cũng đã đạt được mark target ở quanh vùng 21, nó đang có hai cây nến ở đây, tức là nó khi gặp vùng kháng cự thì trên góc độ kỹ thuật tuần tới nó có thể quay lại vùng 20 và thậm chí biên sâu hơn thì chúng ta có thể tính toán là biên 19.6. Đó là những cái vùng test kỹ thuật mà các anh chị cầm PVT chúng ta có thể gom thêm với một mục tiêu nhịp này, khả năng PVT sẽ đánh về quanh vùng 23. Cổ phiếu PVS nó có nhiệm vụ rất quan trọng trong cái thời gian vừa qua, nó đã lead dòng P đúng không anh chị. PVS đã đánh cực kỳ tốt trong hai tuần vừa qua và tuần này thì PVS cũng đã chính thức đạt được cái target 29.3. Khi đạt được cái vùng target 29.3 này thì nó sẽ có những cái điểm test kỹ thuật trên góc độ thì chúng sẽ phải xem thêm ở quanh vùng 28, và điểm sâu hơn thì có thể tính toán ở khoảng quanh vùng 26.5, tức là nó sẽ có một cái điểm chỉnh cung gọi là nghỉ ngơi kỹ thuật ở đây, sau đó tại những cái vùng hỗ trợ kỹ thuật này nó ổn định và lực cầu tiếp tục bắt lại ở khoảng tầm trên vượt 14 triệu thì chúng ta sẽ có những cái tính toán target cao hơn. Và trong cái dự phóng thì nhịp này target của PVS có thể kéo lên khoảng vùng 32. Cổ phiếu PVD trong tuần thì PVD cũng đã hoàn thành vùng 21.4 và nó đang vượt lên, nó đang có hai cây test lại vùng 21.4 ở đây. Thì nhìn trên góc độ kỹ thuật là PVD sẽ test lại ở khoảng quanh vùng 21.4 đến khoảng vùng 21, tức là nó sẽ test lại ở cái đầu mút ở trên này. Đó, và nó test lại ổn định ở 21.4 ở đây. 1.4. Ok. Đó, thì cái vùng này thì chúng ta sẽ đánh giá thêm, và trên góc độ kỹ thuật test ổn định ở đây thì chúng ta sẽ nâng target của vùng lên vùng 24 hoặc là vùng 25. Thậm chí có thể lên được đến khoảng vùng 26 ở nhịp này, bởi vì P nó đang đánh mà. VKTI nếu như mà tuần tới VKT mà vượt lên khoảng vùng 125 đến khoảng 130 thì cái việc mà PVD và PVS lên những cái target ở trên này nó là hoàn toàn khả thi các anh chị. Cổ phiếu OI cũng đã có một tuần giao dịch khá là ok, nó đã có một điểm test ở vùng 13.3 ở đây trong phiên giao dịch của ngày thứ ba. Ngắn hạn thì OI sẽ công cái vùng kháng cự ở đây là vùng 15, nó vùng 15 thì khả năng là cũng hơi mệt đấy, nhưng mà vùng này thì giá dầu mà tăng thì cái vùng 15 này nó cũng không phải là quá là khó khăn. Ở mục tiêu ở trong nhịp này thì OI đánh về khoảng vùng 16.5, nó sẽ là hợp lý. Cổ phiếu BSR sau một nhịp đánh rất là tưng bừng, và BSR trong tuần vừa qua thì nó suýt soát nữa thì nó đạt được lên cái vùng 26, tức là cái vùng kháng cự rất là mạnh đây. Anh chị lưu ý là vùng 26.7.8 đây là vùng kháng cự rất mạnh của BSR. Và nó có một tuần, nó lại có một cái điểm tích cực nữa là gì? Đó là sau khi mà nó đánh lên vùng 25 thì nó lại đang giữ lại được ở vùng 23 cộng. 23.5, tức là cái vùng 23.5 bây giờ nó sẽ trở thành một cái vùng hỗ trợ kỹ thuật của nó, và trên góc độ kỹ thuật thì BSR trong tuần tới BSR có thể quay trở lại test lại vùng 23. Đó, 23 mà không thủng thì nó sẽ đánh tiếp. Chúng ta nhìn ở đây này, đó thì nó cũng khá giống nhịp này thôi. Nhịp này BSR kéo lên ở khoảng quanh vùng 23.5, nó vượt lên được trên đó, nó vượt được lên khoảng vùng 20
25 ở đây đúng không? Và sau đó nó có một nhịp trả cung ở đây, trong khoảng 2 tuần nó đi liên tục như vậy thì đây cũng đang là những cái điểm nhấn kỹ thuật của BSR rất là đẹp đó. Và chúng ta lưu tâm đến cái vùng 23, đến khoảng vùng 23.5 ở đây đó, test không thủng và lực cầu tiếp tục quay trở lại thì như vậy là target vùng 26, và có thể nhịp này nó sẽ đánh lại vùng đỉnh cũ đó. Nó phụ thuộc vào giá dầu, nên là cái chính vì vậy nên là chúng ta sẽ xem thêm cái WTI ở trong cái tuần giao dịch tiếp theo. POW xem nào, POW cũng được tạm ổn. POW thì nhìn về góc độ kỹ thuật là nó đang xây nền, và trong tuần vừa qua thì chủ đạo là nó xây nền ở quanh vùng 12.5 khá là ok. Ở trên góc độ kỹ thuật thì nó sẽ có những cái điểm test cung lại quanh vùng 13, thậm chí là có thể vùng 12.5 ở đây ổn định. Mục tiêu của trong nhịp này thì POW sẽ đánh lên vùng kháng cự của nó đây, đó là vùng 14.3 đến khoảng vùng 14.5, là vùng kháng cự ngắn của POW. Về đến đây thì khả năng nó sẽ bắt đầu nó có một cái nhịp chỉnh cung tiếp theo, và sau đó thì căn cứ cái tình hình thực tế chúng ta sẽ đánh giá thêm. Rồi bây giờ thì cũng sẽ đi phân tích cho các anh chị một số các cái mã cổ phiếu của nhóm ngành xây lắp, bất động sản xây lắp các anh chị nhé, nó cũng đang khá là hay. Đầu tiên thì chúng ta sẽ nói đến cổ phiếu DIG. Thì đối với DIG đã có một cái chia sẻ với các anh chị em rồi, tức là đến thời điểm hiện tại thì cũng đang ngắm cái vùng hỗ trợ kỹ thuật trung hạn, đó là vùng 42.5 đến vùng 45, tức là cùng lắm thì ông chỉnh về đây, đó là một cái vùng mà có thể gom được. Còn trong cái giai đoạn này DIG rơi thì nó có nhiều lý do, một là thị trường xấu, cái thứ hai nữa là Him Lam thoái vốn, chính vậy nên là nó đã gây áp lực DIG từ vùng 110 và nó chỉnh lại xuống cái điểm thấp nhất đó là -47. Chúng ta đã nói rồi thì trong 2 tuần vừa qua DG đã có một vùng tích lũy 50 đến vùng 53 khá là ok. Khá là ok. Tuần giao dịch tiếp theo thì DG sẽ có thể có những cái điểm test cung lại vùng 56.5, đó là cái vùng, đây sẽ là cái vùng hỗ trợ kỹ thuật rất là quan trọng, và nhiệm vụ của DG là phải break được vùng 65. Khi mà nó thoát được vùng 65 ở đây thì khi đó thì chúng ta sẽ có thể cân mạnh mẽ hơn, còn hiện tại thì chúng ta sẽ tạm thời chúng ta kỳ vọng ở một cái target kỹ thuật ở quanh vùng 65 cái đó. Sell cũng đã có một cái lực phục hồi rất là tốt, và Sell cũng là một mã cổ phiếu được khuyến nghị anh chị em chúng ta gom để chúng ta đảo hàng. Trong tuần vừa qua thì Sell đã có điểm test kỹ thuật khá ổn ở quanh vùng 36, có hai cây, có hai phiên nó test ở quanh vùng 36, đấy chính là những cái thời khắc mà thị trường có những cái tín hiệu kỹ thuật tạo đáy. Tí nữa thì chúng ta sẽ đi phân tích thêm. Và một cái điểm nhấn kỹ thuật của Sell đó là Sell đã bứt lại được vùng 42 cộng, và hai cây nến nó test ở trên vùng 42 cộng, như vậy là tích cực, lực cầu đang tạm ổn, tầm 5 triệu cổ phiếu trên phiên. Ở ngắn hạn thì chúng ta sẽ hướng cái target kỹ thuật của Sell lên khoảng vùng 50 đó, khi nào bay được vùng 50 cộng thì chúng ta sẽ tính tiếp. HTC cũng là một cái mã cổ phiếu rất là hay. Mã này, cổ phiếu này các anh chị có thể cầm dài, và trong thời khắc mà chúng ta có phân tích rồi, đó là cái điểm nhấn kỹ thuật của vùng 53.5 đến vùng 55. Và đối với nhóm bất động sản thì cũng có những cái phân tích khá là sớm ở ngày 17 tháng 5. Tại cái thời điểm đó thì chúng ta đã có những cái phân tích khá là sớm về xu hướng của thị trường, và trong đó thì chúng ta có nói đến một số các cái mã cổ phiếu về nhóm ngành bất động sản: DG, Sell, HBC, HDG, HDC, VCG, LCG, C2, NBB. Đó là những cái mã cổ phiếu mà chúng ta bắt đầu tính toán để chúng ta gom và chúng ta đảo hàng, các anh chị đảo hàng. Trong cái thời gian vừa qua thì chủ yếu cái tinh thần là chúng ta đảo hàng thôi, chứ còn mua mới thì gần như là chúng ta rất là khó khăn. Và chúng ta đảo hàng thì sau khi chúng ta mua xong và cổ phiếu nó tăng thì như vậy là chúng ta thành công rồi, đúng không các anh chị? Đó. Thì đối với đây này các anh chị này, phiên ngày 17 tháng 5 là phiên này, đó chính là phiên này. Đó. Và bây giờ thì đã đi lên đến đây rồi. Đó. Thì HDC đang có tuần vừa qua nó rất là tích cực, khi ở biên kỹ thuật 53.5 đến biên 55 nó test cung khá là ổn định luôn. Tuần tới thì nó sẽ có thể có điểm trả cung, chắc chắn là sẽ có như vậy, 59.5 đến khoảng vùng 61. Tích lũy thành công thì chúng ta sẽ hướng cái nhịp này lên khoảng vùng 72 đến khoảng vùng 75. Cổ phiếu HDG cũng rất là tuyệt vời. HDG thì đây, phiên ngày 17 tháng 5 đây các anh chị, chính là cái phiên mà chúng ta đã đánh giá HDG ở quanh vùng 38.5 đến vùng 40. Và nhịp 1 thì HDG kéo lên được ở đây, sau đó nó chỉnh cung. Trong tuần vừa qua thì HDG chỉnh cung cực đẹp ở quanh vùng 43.5. Nhịp 2 thì nó sẽ hướng lên đâu? Nó sẽ hướng lên vùng 55. Nó hướng lên vùng 55 ở đây, rồi sau đó nó cũng sẽ đạp một cái nhịp nhỏ nhỏ như thế này. Đó, ví dụ như vậy.
để thị trường nó test tả lại cung, và sau đó thì cũng sẽ có thêm những cái đánh giá kỹ thuật. Tiếp theo, nói chung là HDG thì nhịp này là nó sẽ đi như này. Đó, thì chúng ta cứ từ từ chúng ta theo dõi thêm. Đó, trước mắt thì chúng ta sẽ đánh giá thêm HDG quanh vùng 55 anh chị. CI cũng rất là ổn áp rồi, từ vùng 18 CI đã test mô hình nấm, và hiện tại thì cũng đang kỳ vọng CI sẽ đánh lên khoảng quanh vùng 24. Nó đang có những cái điểm gọi là điểm trờn đấy này, khi gặp cái vùng kháng cự đây, cái vùng kháng cự đấy các anh chị này, vùng 23 24 này, nên chính vậy nên là nó đang có những cái điểm gọi là điểm điểm chùn quay trở lại, đúng không? Và tuần tới thì chúng ta sẽ lưu tâm đến C2 có những cái điểm test cung kỹ thuật không thủng ở khoảng quanh vùng 21.5, như vậy là đẹp. NVP chúng ta cũng đã bắt đầu cái quy trình chém ca ở trên thớt, và bắt đầu cái quy trình gọi là sau một cái nhịp sóng giảm ở bên này, sau một nhịp sóng giảm bên này đó, thì chúng ta bắt đầu phân tích một cái nhịp sóng tăng. Thì nhịp sóng tăng đầu tiên trong tuần vừa qua là nó đã tiệm cận, nó đóng đúng vùng 20.1, tức là đóng đúng kháng cự. Và trên góc độ kỹ thuật thì nó không, khi mà nó công được kháng cự và nó giữ được cái biên ở đây khoảng quanh vùng 18.8, 18.8 anh chị, 18.8. Giữ được quanh vùng 18.8 ở đây là rất ok để chúng ta bắt đầu kỳ vọng lên một cái target vùng 23, và nhịp này thì đâu đó khoảng vùng 25.5 đến khoảng vùng 26, đó là cái vùng mà kỳ vọng nhỏ nhỏ như vậy đó, để chúng ta bắt đầu chốt nhịp 1 rồi chúng ta sẽ tính toán nhịp 2. FCN ở thời điểm này cũng bắt đầu tính toán để chúng ta chém cá, chúng ta đi về bờ. Thì FCN đã có hai phiên, phiên ngày kết tuần thứ 6 tuần trước và phiên ngày thứ 4 của tuần này, thì lực cầu đánh tương đối là tương. Và ngắn hạn thì chúng ta sẽ kỳ vọng FCN đánh về khoảng quanh vùng 20 anh chị nhỉ, khoảng quanh quanh vùng đó là ok. Tuần tới FCN nó sẽ có những cái điểm chỉnh cung kỹ thuật, nó test cung tích lũy kỳ vọng thôi ở quanh vùng 17, 17 mà không thủng là ngon đấy. Đó. Lên vùng 20 như vậy là chúng ta gom ở đâu đó được ở vùng 15, 16 lên vùng 20 chốt tạm, như vậy là 5.000 trên một cổ phiếu hoặc là 4.000 trên một cổ phiếu, 4 trên cho 15 là chúng ta đảo được bao nhiêu phần trăm? 4 chia cho 15 cũng được 26% đó các anh chị, không 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 nhỏ đâu, nhìn một khúc bé bé thế này thôi nhưng nó là kinh khủng đấy, nên là chúng ta tận dụng được tối ưu các cái cơ hội thì nó chúng ta đảo một hai nhịp là ngon thôi mà, là về bờ thôi mà. Đó. Chúng ta đừng có bi quan, chúng ta đừng có bảo mua ở trên 26 này bây giờ khi nào mới về được bờ. Bản thân Hùng Lê cũng có FCN ở 26 đấy, và cái nhịp này nó đảo một nhát này, rồi nhịp này đảo một nhát là bây giờ giá vốn của FCN của Hùng đã điêu từ vùng 26 bây giờ về đâu đó còn 19 mấy hoặc là 18.6, nhớ không nhầm, tầm 18.6. Đó, và với giá vốn 18.6 thì nó hai cây trần thì nó lên đến 20 thì mình có lãi chứ có gì đâu các anh chị, đơn giản như vậy thôi, có gì mà phải buồn. Cái nhịp vừa qua là rất nhiều nhà đầu tư kêu ca rồi buồn chán rồi buồn ăn rồi không, anh ơi em xóa app rồi, anh ơi em đóng app rồi, anh ơi em thế này thế kia, sai hết, sai bét tè là nhè hết. Đấy là những cái tư tưởng mà các anh chị không bao giờ thành công trên thị trường chứng khoán. Đó, càng khó khăn bao nhiêu thì chúng ta càng phải nhìn vào sự thật, chúng ta sai ở đâu, đúng ở đâu. Ok, vậy sai ở điểm này chúng ta sẽ xử lý, đúng ở điểm này chúng ta phát huy, ở cái nhịp sau chúng ta đừng có tái diễn nhé. Còn mà bắt đầu rơi vào khi khi ăn được thì hả hê lắm, ôi tôi là người giỏi nhất, tôi đánh chứng khoán rất là siêu, ở thế này thế kia, em là người giỏi nhất, em là thế này thế kia, nhưng mà đến lúc mà thị trường nó đạp cho vài nhát là thôi xóa app, đóng app rồi thế này thế kia. Đấy là những cái tư tưởng sai lệch hết ở trên thị trường chứng khoán. Chúng ta phải có một cái đường đi thăng bằng, thị trường tăng thị trường giảm chúng ta đón nhận như nhau, và chúng ta đạt được một cái trạng thái cân bằng như vậy thì cái cách đi lệnh của chúng ta sẽ rất là ok. Đó, N77 cũng như vậy, N77 hôm nay là xanh miên man rồi. N77 là cũng bị dính, N77 là cũng bị dính một nhịp ở đây này. N77 dính nhịp ở đây bởi vì nghĩ rằng là sau một cái nhịp này nó long lên thì nhịp này nó sẽ bật tiếp, không ngờ là nhịp này là dính luôn, Quyết Còi bị bắt. À xin lỗi cả nhà, anh Quyết Còi bị bắt. Đó, và khi anh Quyết Còi anh bị lên đường một cái là thôi mình không trở tay kịp và mình dính thôi. Cái câu chuyện đó rất là bình thường. Đó, và giá vốn đâu đó khoảng vùng 30 đến vùng 35.
mà chúng ta bằng những cái phương pháp, bằng những cái phương pháp chém cá, bằng những cái nhịp mà chúng ta đánh được ở trong phiên đó, những cái nhịp hồi T cộng, và đến thời điểm hiện tại là giá vốn đã ấy rồi, giá vốn bây giờ là về đâu đó khoảng vùng 10, 10, 19 19 năm đó, hôm nay 20, thế là xanh thôi. Đấy, câu chuyện là như vậy. Vậy thì chúng ta phải có một cái phương pháp đầu tư, chúng ta phải bình tĩnh và chúng ta không không được phép bỏ bê tài khoản. Đấy, ngày xưa thiếu kinh nghiệm là mình cũng như vậy, nhưng mà đến bây giờ thì không bao giờ luôn. Càng khó khăn bao nhiêu, càng thị trường như nào, mình cần phải theo thật sát để chúng ta tìm những cái cơ hội. Có những cái thời điểm mà các anh chị biết là đảo được khoảng tầm 2 đến 3%, rơi cả nước mắt. Đấy, trong cái nhịp vừa qua chỉ cần được như thế thôi, chứ không có cái đoạn mà bây giờ thì ngon rồi, bây giờ thì cái nhịp vừa rồi là trao phát từ 15 lên 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 20, như vậy là đã được chính thức là đã riêng N77 là đã được một nhịp đảo khoảng tầm 25% rồi. Đó, thì hai nhịp được 50%, thế thì chúng ta chả phải là chúng ta đã thu 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 được cái thu hẹp cái khoảng cách rất là lớn các anh chị. Đó, chúng ta không không được phép bỏ bê tài khoản, đấy là một nguyên tắc. Rồi, LDG, chúng ta phân tích mã cổ phiếu đất xanh, DG, các anh chị cũng lưu ý, bởi vì mã này là cũng rất nhiều tài khoản mà chết này. Đó, và đến cái đoạn này là phải chúng ta phải sống lại này các anh chị, sống lại bằng cái cách nào? Đó, chúng ta phải hiểu được vùng 24 là hỗ trợ này, và sau đó nó có những cái điểm check kỹ thuật rất đẹp ở đây. Đất xanh ổn rồi. Đó, rất ổn rồi các anh chị. Chúng ta tuần tới không biết là có điểm trả cung về 26 hay không thì cũng không rõ lắm, nhưng mà ít nhất là khoảng vùng 26.5 đến khoảng vùng 27 là vùng này chúng ta canh gom dần. Và cái nhịp một chúng ta đừng có kỳ vọng quá là lớn, chúng ta chỉ đảo một cái nhịp ngắn thôi. Và bây giờ chúng ta mua được khoảng vùng 26, chúng ta đảo vùng 30, khả năng đất xanh cũng chỉ kéo lên được vùng 30 là sập thôi, mà không kéo hơn được đâu. Đó, nó lên được vùng 30 xong nó đạp đó, thì cái nhịp đạp này chúng ta chốt đi, và chúng ta ke cái nhịp đạp này để chúng ta gom nhịp thứ hai đó, ví dụ thế. Cái cách nó là như thế, chứ chúng ta đừng có kỳ vọng rằng một phát là chúng ta ăn một phát lên đến tận trên 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 này là không có đâu. Bình tĩnh để chúng ta đảo. Cổ phiếu HPC cũng khá là ok. Nhịp này thì các anh chị chú ý ở vùng 19 19 năm là ổn rồi này. Nhịp này nó sẽ kéo lên khoảng vùng 23. Trong tuần thì nó đang có ba cây nến test lại, tức là nó lắp ráp lại cái điểm này cũng là được, tức là vùng 20.8 đến khoảng vùng 21. Tuần tới thì các tài khoản mà cầm thì các anh chị có thể canh gom thêm. Mục tiêu thì đánh thủng vùng 23 lên khoảng vùng 25 đến khoảng vùng 26 nhịp này. Với mục tiêu đấy của HPC khả năng là ổn. LDG cũng như vậy. LDG sau những cái tuần cũng rất nhiều cái tài khoản bị kẹp LDG. Đảo nhịp 1 này và nhịp 2 này. Nhịp này thì khả năng là nó sẽ dài hơi hơn ở quanh vùng 11 3 12, và chúng ta sẽ hướng cái đầu tiên nó là sẽ lên vùng 15. Break được vùng 15 thì chúng ta mới xây tiếp cái target tiếp theo, nhưng ngắn hạn thì chúng ta sẽ kỳ vọng ở quanh vùng 15 đã. SCR cũng khá là ok. Ở thời điểm hiện tại thì với những cái tài khoản mà chúng ta cầm SCR, chúng ta cũng sẽ chú ý để chúng ta đảo hàng được rồi này. Nhịp này đảo một nhịp và nhịp này tiếp này. Đó, thì SCR đã có vùng 11 11.5 ổn. Tuần này thì nó đang đánh break lên được vùng 12.8, như vậy là khả năng thì nó sẽ đánh lên vùng 14. Sau đó nó hoàn toàn là vằn một vài nhát nữa, và cái thời điểm quan trọng nhất đó là SCR break được vùng 15, thì đấy là cái thời điểm mà các anh chị có thể gom mạnh SCR, chắc chắn là như vậy. Và thời điểm đó là dòng tiền đầu cơ người ta vào rồi. Và khi dòng tiền đầu cơ vào thì cổ phiếu nó sẽ tăng rất là mạnh mẽ. Và nhìn cái thế trận của SCR ở đây thì nó đang có những cái điểm gọi là điểm chuyển pha xu hướng, thì đấy là cái điểm mà chúng ta lưu ý. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đi phân tích sang hai cái nhóm ngành khá là quan trọng, cùng sẽ điểm qua nhanh, đó là nhóm banh và nhóm ngành chứng khoán. Thì thời điểm hiện tại thì chúng ta cũng thấy rằng là banh và chứng khoán đã, đặc biệt là nhóm ngành chứng khoán, tí nữa ông sẽ đi phân tích sâu hơn, thì nhóm banh và chứng khoán là trong hai cái nhóm ngành rất là quan trọng, và hai nhóm này cũng đã rơi rất mạnh. Thì cái câu chuyện là gì? Cái câu chuyện là không có mã cổ phiếu tốt cũng không có mã cổ phiếu xấu. Cái sự xấu tốt nó là thời điểm để chúng ta mua vào. Thì trong cái thời gian vừa qua, nếu như ai mà mua nhóm ngành chứng khoán thì chết rất là đau. Nhóm ngành banh cũng như vậy. Nhưng cái thời điểm này, cái thời điểm cái tuần vừa qua mà chúng ta lại mua nhóm ngành chứng khoán, mua nhóm ngành banh, thì như vậy là chúng ta lại lãi rất là lớn. Đó, cái câu chuyện nó như vậy, cũng chỉ có mã cổ phiếu SSI thôi, nhưng mà sẽ có người lỗ, sẽ có người lãi. Đó, và lãi lỗ nó không nằm ở bản chất cổ phiếu SSI, mà nó nằm ở cái thời điểm các anh chị mua mã cổ phiếu SSI, khi nào mua. Đó, ví dụ như thế. Thì thời điểm này nhóm ngành chứng khoán rất ok rồi. Bản tin tuần Hùng đã có nhấn mạnh rồi, và bản thân Hùng đã có phân tích khá là kỹ. Ví dụ VCI này sẽ
tìm cho các anh chị đó. Đây nó như là các anh chị có thể tra hết lại nhóm ngành chứng khoán, ví dụ ngày 20 tháng 4, ngày 20 tháng 4, ngày 17 tháng 5 đó, ngày 17 tháng 5 cũng bắt đầu những con chứng khoán đầu ngành đó sẽ là những cái tác nhân rất quan trọng để giúp thị trường ổn định. Các anh chị em cầm ở nhóm này chủ động ăn thêm các mã hàng đầu ngành nếu đang cầm đó, rất rõ ràng quan điểm như vậy. Ngày 17 tháng 5 thì những cái con hàng đầu ngành đó là ví dụ như VC2, SSI, HCM, SSS, CTS, MBS để lít dòng đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi phân tích nhóm banh trước, chứng khoán sau. Banh thì chúng ta điểm qua Vietcombank, Vietcombank ổn rồi. Nhìn về cách Vietcombank, khi Vietcombank kéo thì đồng nghĩa với nhóm banh kéo. Cái câu chuyện nó vậy, Vietcombank bao giờ nó cũng lít cái dòng này. Ổn, tuần tới thì nó sẽ kéo khoảng quanh vùng 7.8, break vùng 7.8 thì nhịp này chúng ta kỳ vọng là Vietcombank sẽ kéo lên khoảng vùng 81.5 đến khoảng vùng 82. MBB tuần này cũng kéo khá là tốt rồi. Đó, cái điểm kéo của MBB rất là đẹp. Trong tuần vừa qua thì chúng ta dự test này. Đó, điểm dự test của MBB đó là khoảng vùng 25.5 đến vùng 26. Nó có hai cái test này các anh chị, về trên vùng 26. Sau nó kéo lên. Đó, kéo lên thì trong tuần vừa qua nó kéo xong, khi nó kéo break được cái vùng 27.5 thì nó lại có hai cây test lại vùng 27.5, như vậy là rất là đẹp. Cái cách đi của nó là nó kéo hai cây và sau đó test lại luôn, và nó kéo hai cây nó test lại luôn, thì với cái lực đi như này thì chúng ta sẽ hướng MBB lên khoảng vùng 29, khỏe hơn sẽ vùng 30. Bit hiện tại như cũng đang ok rồi. Cái cách đi của bit cũng ổn áp rồi. Đó. Thì đối với thời điểm hiện tại bit thì các anh chị có thể giải ngân ok đi. Đoạn này gọi là điếc không sợ súng nữa đi. Đó các anh chị, tiền nó vào rồi, cái thế trận nó khác rồi. Đó, thế trận nó tạo đáy mà, thị trường nó tạo đáy và các cái mã cổ phiếu nó cũng như vậy, nó có những cái thế trận rất là đẹp. Thì đối với BIDV cũng là như vậy. Tuần vừa qua BIDV cũng đã chỉnh cung cực kỳ đẹp ở quanh vùng 33. Cái vùng 33 này cũng có phân tích rồi. Thì sau khi mà nó break nhẹ lên ở đây, tức là nó chạm lại cái vùng này các anh chị này. Đó, nó chạm lại vùng này thì nó sẽ chỉnh cung lại nhẹ nhàng một tí. Tuần tới nếu như mà bit mà nó có những cái điểm test lại cung kỹ thuật nó ở quanh vùng đâu, ở vùng 34.5 đến khoảng vùng 34.7, 34.8 thì các anh chị gom thêm. Mục tiêu của nhịp này thì BIDV sẽ đánh lên khoảng vùng 37.5 đến khoảng vùng 38. CTG như cũng ổn rồi, ổn chưa? Chưa được ổn lắm. Công thương thì nó đi chưa được sắc nét lắm. Tuy nhiên thì công thương ở trong tuần vừa qua nó cũng đã có điểm test kỹ thuật thành công ở quanh vùng 25 và nó đang hướng về kháng cự đây 27. Hôm nay đóng đúng kháng cự 27 luôn. Tuần tới nó chỉnh cung nhẹ nhàng quanh vùng 26.3, 26.5, không thủng. Và nhịp này thì chúng ta sẽ cũng hướng công thương lên khoảng vùng 29. Techcom thì như là ổn. Techcom trong tuần vừa qua Techcom cũng đã test cung và những điểm test cung kỹ thuật thùng có phân tích ở đây 33.5, vùng 34.5 và những cái điểm test cung kỹ thuật này thì rất là ok. Hướng của Techcom lên khoảng vùng ở đây đó là vùng 39.5 đến khoảng vùng 40. HD Bank tuần vừa rồi đánh rất ổn, rất sắc nét. Đó, sau khi mà nó tích lũy nền ở vùng 22.5 và chúng ta có phân tích ở vùng 23.6 đến khoảng 23.5, 23.5 đến khoảng vùng 24. Nó có hai cây nến test ở quanh cái vùng hỗ trợ kỹ thuật này trước khi nó kéo. Lực kéo của em này như thế này rất là ổn rồi các anh chị nhé. Nó kéo lên vùng 25.3 cộng và nó đang có những điểm test kỹ thuật rất ok. Hai cây nến test như này rất là đẹp, rất là khỏe đấy. Tuần tới nếu có test sâu thì nó chỉ test lại khoảng quanh vùng 25 thôi. Và mục tiêu nhịp này thì HD Bank sẽ kéo về vùng 27 đến khoảng vùng 27.5. STB có đánh nhưng mà cầu nó đang phập phù quá. Nhìn chung thì cũng ổn ổn rồi đấy. Trong tuần thì STB có dự test này. Có dự test ở vùng 20 này. Đây có hai cây nến test vùng 20 đây các anh chị. Hai cây khá là tích cực và đây điểm trả, nó trả lại khoảng quanh vùng 22, không thủng thì hướng lên target ở vùng 24.5, 24 đến khoảng vùng 24.5 ở đây. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi phân tích nhóm ngành chứng khoán. Thì đối với nhóm ngành chứng khoán trong giai đoạn vừa qua, đúng không? VCI thì chúng ta đã có những cái phân tích rất là cụ thể rồi, đó là gì ạ? Nhóm ngành chứng khoán bắt đầu có những cái tín hiệu tạo đáy, tạo nền với một cái lực cầu bắt đầu bắt khá là tốt. Và bản thân trong cái phiên giao dịch ngày 17 tháng 5 là một cái phiên cực kỳ gọi là mấu chốt vấn đề của phiên ngày 17 tháng 5 trong tuần trước đấy, chúng đã phân tích những cái yếu tố kỹ thuật rất là quan trọng đó để
đánh giá cái khả năng tạo đáy, tạo nền của thị trường đó, ngày 17 tháng 5 đâu đó ở đây này, phiên này này. Đó. Đây các anh chị, phiên 17 tháng 5. Đó là phiên mà bất động sản, rồi chứng khoán, rồi nhóm P, rồi rất 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 nhiều các cái nhóm mà cũng đã có cái điểm nhấn kỹ thuật, đó là thời điểm các anh chị canh gom thêm. Đó các anh chị, gom từ vùng đấy thì bây giờ ngon chưa? Ngon rồi chứ còn gì nữa, đúng không? Đây này, 17 tháng 5 đây. Phiên 17 tháng 5. Đấy là phiên mà thị trường bắt đầu hình thành đáy, à, bắt đầu bật lên. À, và còn gì nữa đúng không anh chị? Mua được cái thời điểm mà bắt đầu thị trường bắt đầu nhúc nhắc đi lên. Thì đấy là cái thời điểm đó là cái thời điểm mà giá vốn tốt nhất, tối ưu nhất đúng không ạ? Ngon lành nhất. Đúng không? Đấy. Ngon rồi. VCI với lực đánh như này là ngon rồi các anh chị. Hướng lên target 42. À, tuần tới nó có thể có điểm chỉnh 37.6, nhưng cái điểm 37.6 này khả năng khó lắm. Nói chung nó cũng chỉ đi được khoảng quanh vùng 38. Đó, nếu có thì sẽ có ở quanh vùng 38. Rồi nó sẽ công thủng vùng 42, thủng vùng 42 nhịp này, nói chung nhịp này VCI không phải target 42 đâu. 42 chỉ là cái đường cản của nó thôi, nhịp này target VCI ít nhất phải tầm 5x 50, 50 đến khoảng vùng 52. VCI đánh nó vào sóng, vào cầu rồi ấy. SHS cũng vào cầu rồi. SHS với tầm này thì gọi là điếc cũng không sợ súng nữa luôn. Phiên ngày 17 tháng 5 ở đâu? Ngày 17 tháng 5 chính là phiên này. 16, à chính là phiên này. Đó, chính phiên này. Khi đó thì SHS nó break được cái vùng 15.5. Đó là một tín hiệu kỹ thuật mùng đã bắt đầu nhìn nhận đánh giá cái sự tích cực của nhóm ngành chứng khoán. Rồi trong tuần vừa qua chúng ta nói đến vùng 15.5 có hai cây test qua đẹp ở quanh vùng 15.5 đến khoảng vùng 16. Nó đẩy lên như thế này thì tuần tới nó sẽ có các cái điểm chỉnh cung kỹ thuật ở quanh vùng 17.5. Đó, vùng này tích lũy ổn định là nó sẽ công thủng vùng 20. Nói chung nôm na nhóm ngành chứng khoán thì kỳ vọng target này nó hơi cao cao hơn một tí, vùng 24-25. SSI sau một cái giai đoạn mà nước ngoài nó bán như trâu yên thì đến thời điểm hiện tại là nước ngoài đã bắt đầu gom trở lại rồi, và vùng hỗ trợ kỹ thuật 27.5 ngắn hạn thì chúng ta sẽ hướng đến target đầu tiên có thể ở quanh vùng 33.5, hợp lý, khỏe hơn thì lên được vùng 34-35 ở đây, nhưng mà chúng ta phải chờ thêm, ngắn hạn là vùng 33.5 đến vùng 34 là ok. MBS cũng tương đối ổn, tuần vừa qua nó test ở vùng 21.5, vùng 22. À, ngắn hạn chúng ta hướng target vùng 25, break vùng 25 thì chúng ta sẽ có vùng 29 đến vùng 30. À, CTS cũng ổn định rồi, đó, nó có tín hiệu tạo đáy ở vùng 18, sau đó trong cái tuần vừa qua chúng ta nói đến vùng 19.5, vùng 20, có một cây test ở vùng 19.5. Ngắn hạn thì hướng lên target vùng 25, lên vùng 25 khả năng nó sẽ đạp nhẹ một phát ở đây, bao giờ nó cũng như vậy, nó gặp kháng cự thì nó lắc lắc ở đây, rồi xong rồi chúng ta đánh giá thêm. Và CTS cũng đang rất ok rồi, các anh chị em lưu ý. BVS cũng đẹp, trong tuần vừa qua BVS cũng đã có một cái nhịp trả lại cung 19.5 vùng 20.3, và mục tiêu ngắn hạn thì BVS sẽ hướng đến vùng 25 đến khoảng vùng 26. AGR cũng rất ok rồi. AGR hiện tại là nó đang có những cái tín hiệu test cung tạo nền này các anh chị này, nó đi hình răng cưa. Đó, và trên cái cơ sở hình răng cưa đó là vùng 11.5 đến vùng 12, đó là vùng hỗ trợ kỹ thuật, và trong tuần thì cũng đã có một điểm test, hai điểm test luôn các anh chị. Đó, thì đấy là những vùng mà canh mua, đó, lên vùng 13.6 thì bán bớt đi, rồi nó đạp về vùng 13 lại gom tiếp. Ở mục tiêu nhịp này thì đâu đó nó khoảng vùng 15.5 đến vùng 16 của AGR, và nhịp này thì chứng khoán chắc chắn là sẽ ổn, dòng tiền sẽ tiếp tục nó bơm nó đánh. Đó. À, thì anh em đang cầm nhóm ngành chứng khoán thì chúng ta cứ thế yên tâm để chúng ta cầm đó, và chúng ta sẽ canh để chúng ta gom thêm. Rồi bây giờ thì cũng sẽ đi phân tích cho các anh chị thêm một số các cái nhóm ngành khác anh chị nhé. Uống một cụm nước, gần một tiếng đồng hồ rồi. Nhóm ngành than đi, TVD. Than thì trong cái thời điểm hiện tại than cũng đang rất là ok, rất là tốt. Giá than thì đang tăng rất là mạnh do những cái căng thẳng địa chính trị, đúng không ạ? MTVD, TVD hình như chia, TVD hôm nay không phải chia. Thì đối với TVD cũng có một cái quá trình phân tích khá là dài, khá là sâu ở trên nhóm rồi. Và ở tuần này thì than bắt đầu có những cái tín hiệu phục hồi khá là tốt. Mục tiêu ngắn hạn thì chúng ta sẽ hướng TVD về khoảng quanh vùng 7.
CST phiên ngày hôm nay là cái chart kỹ thuật nó không đúng này. Hôm nay là nó nhận 1.500 cổ tức và phiên ngày hôm qua nó đóng ở vùng 18 thì cái chart này là chưa chưa phân phối này, cái chart này nó không đúng bởi vì hôm nay nó thể hiện 16.5 mà chart kết nối như này không ổn. Trên góc độ kỹ thuật thì CST vẫn hướng đến vùng 20 nhưng mà vì vì là nó chia 1.500 nên là nó chúng ta phải trừ đi, tức là nó sẽ rơi khoảng tầm 18.5. Ông sẽ chờ lại cái chart mà sau khi mà dữ liệu của hốt nó update lại này. CST hôm nay chia cổ tức nên là chart này nó không đúng. MTDN ở trong phiên ngày hôm nay thì TDN cũng đã hoàn thành cái vùng giá mục tiêu 17 trên 17 và nó đang có một cái điểm chỉnh cung lại. Ngắn hạn thì có thể nó sẽ chỉnh lại 15.8 đến khoảng vùng 16. Mục tiêu là break vùng 7 để đi về khoảng vùng 19.5 đến vùng 20. Nói chung là về đến vùng này thì chúng ta chốt. Đó, vùng này là hoàn thành vùng giá target mục tiêu rồi. Cổ phiếu THT, THT thì đang có điểm gom, THT thì vẫn đang còn điểm gom. Đối với THT thì các anh chị cũng đã được cùng xem các bản tin tuần thì đã phân tích từ vùng 13 đó, sau những cái điểm test cùng vùng 13 và mục tiêu đầu tiên đó là hướng lên vùng 15 thì không biết là đã đạt được lên vùng 15 chưa, suýt soát đạt thì như phiên ngày hôm qua là bao nhiêu, phiên hôm qua là đạt đúng luôn, đạt đúng 15 luôn và phiên này thì đang chỉnh lại một tí tẹo thì các cái điểm chỉnh có thể chỉnh cung lại quanh 14.3 đó, 14.3 gom được, 14.3 chắc là vẫn đang gom thêm được. Với mục tiêu 16.5 đến vùng 17 là cái target đầu tiên. Đó, target này đạt được thì chúng ta chốt bớt này. Sau đó thì căn cứ cái tình hình thực tế nó chỉnh cung kỹ thuật ở đây, chúng ta phân tích thêm bởi vì là bây giờ chúng ta sẽ chưa 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 thể tiên lượng hết được cái kịch bản trong tương lai của THT. Đối với nhóm ngành phân đạm và nhóm ngành hóa chất thì cũng đã được cùng phân tích khá là chi tiết trên các bản tin tuần và tuần vừa qua thì nhóm ngành này cũng đã có một cái sự phục hồi rất là tốt đối với BFC, các anh chị lưu ý. Thì đối với BFC các anh chị táng mạnh thêm, bởi vì sao? Bởi vì BFC cái nhịp mà chúng ta phân tích đến vùng 24 25 này rất là ngon rồi. Và sau đó trong bản tin tuần thì cũng đã có phân tích một cái điểm test mô hình nấm ở đây các anh chị. Cây nến này test zin 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 luôn vùng 26 xong rồi nó bật. Nó bật thì khả năng cũng chưa chạy được đâu, nó sẽ có những điểm lừng khừng quanh vùng 27.5, vùng 27.5, vùng 28, vùng này các anh chị táng mạnh vào. Đó, táng mạnh vào. Lên đến vùng 34 thì xả. Đó, lên vùng 34 xả nhịp 1. Rồi sau đó chúng ta tính toán tiếp. Ok. Đạp Cà Mau thì đây, đó, lên đến vùng kháng cự là bắt đầu ông em ông bắt đầu ông lằng lằng ngay. Thì đối với Đạp Cà Mau thì cũng có phân tích rồi, vùng 35.5, vùng 36 đây, đó là cái vùng kháng cự thì nó đang có ba cây nến. Nó thể hiện cái đà đi của nó chậm lại. Kỳ vọng là nó chỉnh cung về khoảng quanh vùng 3.5. Nói chung là phân bón khả năng vẫn còn đánh tiếp đấy, chưa chưa ở đâu. Nhịp vừa rồi nó rũ cung xong rồi thì bây giờ là nó chơi tiếp. Đó. Thì nó chỉnh cung về cái vùng 33.5 34 này mà không thủng á, nó tích lũy thành công á thì nhịp này nó sẽ hướng ra theo hướng tiếp cái điểm đánh tiếp theo ở khoảng quanh vùng 43, khả năng lên lên đến vùng này. Đẹp mà. Đạm Cà Mau đang đẹp. Đạm Phú Mỹ xem này, Đạm Phú Mỹ thì đúng như dự báo đúng không ạ? Lên đến vùng 60 nó phải chỉnh cung đã. Tuần tới các anh chị mà cầm ở em này chú ý vùng 53.5 không thủng tích lũy được thì nó sẽ hướng lên target vùng 65. Nhóm ngành hóa chất các anh chị cũng táng mạnh vào đúng rồi, BFC, CSV các anh chị chờ một tí nốt lại đây để khuyến nghị lại cho các anh chị ở trên nhóm, nhắc lại xem này. Đạm Cà Mau chúng ta phân tích, Đạm Cà Mau thì khá là nhiều đó. Đạm Cà Mau ngày 19 tháng 5 sinh nhật, đúng hôm sinh nhật bác. Phân thối bắt đầu thăm dò được, thăm dò đáy được rồi ngày 19 tháng 5 các anh chị. Ok đó, BFC, Đạm Cà Mau, Đạm Phú Mỹ, Lát và CSV cần thăm dò khoảng 30-40%, vì thế cần mua các tài khoản và đang cần để cầm lượng tiền mặt. Dần dần ra đường đi để chúng ta đánh ngày 19 tháng 5. Ngày 19 tháng 5 là ngày nào ta? Ngày sinh nhật bác, ngày 19 tháng 5 đây các anh chị. Đó, tức là phiên ngày thứ 5 tuần trước thì đã bắt đầu có những cái phân tích. Đó, ví dụ như BFC. Đó. Đây, ngày này là chúng ta đã bắt đầu tiếp cận đến cái xu hướng đó của các mã cổ phiếu ngành phân đạm và hóa chất. Ok, thì đối với CSV cũng đang rất là đẹp rồi các anh chị. Trong tuần vừa qua thì CSV đã test vùng 41.5 cực đẹp luôn, ba cái nến test và sau đó thì nó đã ngồi lại trên vùng 45 cộng.
Với việc ngồi lại trên vùng 45 cộng này là hoàn toàn tích cực rồi, như thế này là ổn rồi, lực cầu tương đối tốt. Tuần tới nó có thể test lại ở quanh vùng 45, thì vùng 45 trước đây nó kháng cự thì bây giờ nó trở thành một cái hỗ trợ kỹ thuật rất là quan trọng cho cổ phiếu CSV, hướng tới vùng target mục tiêu tiếp theo đó là ở khoảng vùng 52 đến khoảng vùng 53.5 các anh chị. Rồi, cổ phiếu LAT là một mã cổ phiếu cũng thường xuyên được theo dõi phân tích, và đối với LAT trong tuần vừa qua LAT cũng đã có điểm test kỹ thuật ở quanh vùng 13.5 rất ổn, ba cây nến test không thủng 13.5 và lực kéo, thì lực kéo đầu tiên nó sẽ chạm vùng 16 nó chỉnh cung kỹ thuật, thì tuần tới khả năng là LAT nó sẽ ở quanh vùng 15 đó, quanh vùng này các anh chị canh gom thêm, và break vùng 16 cộng thì có thể gom mạnh mẽ lên. Nếu như mà break vùng 16 với lực cầu nó đánh khoảng tầm độ đâu đó khoảng tầm độ vượt 2 triệu, 2 triệu rưỡi một phiên thì các anh chị có thể full margin được, nói chung là đánh full mắc ở cái nhịp này. Khi mà có những cái tín hiệu cầu bắt lại khoảng tầm độ 2 đến 3 triệu cổ phiếu trên một phiên thì chắc chắn là nó sẽ đánh lên khoảng vùng 20 chứ không phải là cái target nhỏ nhỏ ở đây đâu. Đó. Thì căn cứ lực cầu mà để chúng ta phân tích thêm với nhóm ngành hóa chất. Ok. Trong tuần này chú Hùng có lưu tâm thêm một cái nhóm ngành nữa là nhóm ngành mía đường. Ổn rồi. Thì mía đường cũng SBT cũng đã có một cái gọi là một cái nhịp chỉnh rất là thương đau, đúng không anh chị? Đó, anh Quyết ra đi là nó đau lắm, nó đau kinh khủng luôn, nhưng mà đến lại thời điểm này thì ngon rồi. SBT đã có một cái điểm tích lũy nền mà theo quan điểm kỹ thuật cùng là ở quanh vùng này là đang rất là ổn này, vùng 15.5 đến vùng 16 là đẹp rồi. Thì sau khi mà tích lũy nền á, thì phiên ngày giao dịch ngày hôm qua đó là bắt đầu bật lên, thì trên tín hiệu bật này thì các anh chị có thể canh gom thêm ở quanh điểm test cung kỹ thuật ở quanh 17.2. Nhịp này thì chúng ta kỳ vọng nó sẽ đánh lên khoảng vùng 19.5 đến khoảng vùng 20, đó là cái kỳ vọng nhỏ nhỏ đối với SPT. LSS trong tuần thì LSS cũng đã có một cái sự phục hồi khá là tốt với một cái mô hình V kép ở đây. Tuần tới thì LSS sẽ công nó sẽ chạm với vùng kháng cự ở đây này. Đó. Nên là khả năng khi chạm kháng cự này thì nó sẽ có một cái nhịp chỉnh cung. Ở nhịp chỉnh cung kỹ thuật thì nó có hai cái sự lựa chọn, một là nó chỉnh về quanh vùng 11, thì trước mắt là sẽ quanh vùng 11 đã. Đó. Và chúng ta sẽ tập trung để chúng ta đánh giá quanh cái vùng 11 này. Đó. Trong trường hợp 11 mà không giữ được thì phải tính toán một cái điểm lấp cáp nó sâu hơn, hơi sâu hơn một tí, đó là khoảng quanh vùng 10.5. Đó. Thì đối với LSS tới thời điểm hiện tại là lực cầu bắt đáy, tức là cái dòng tiền đầu cơ bắt đáy cũng đang rất là ok rồi. Và cái điểm test cung kỹ thuật mà nó ổn định thì chúng ta sẽ đưa cái target của em này về nhịp đầu tiên, đó là khoảng quanh vùng 13.7 đến khoảng vùng 14. Đó là cái target kỹ thuật đầu tiên của LSS. Rồi, hóa chất tuần này thì chúng ta sẽ phân tích thêm một số các mã cổ phiếu penny các anh chị nhé. Đây, phân tích thêm một số penny. Penny hoặc là bất động sản khu công nghiệp thì cũng chưa thực sự là khởi sắc lắm, nên là chúng ta sẽ đi phân tích một số các mã cổ phiếu penny. Phân tích một số các mã cổ phiếu penny xong đó thì chúng ta sẽ đi view kịch bản tuần, khả năng sẽ là như vậy. Xem là còn mã cổ phiếu nào. Đây có thể phân tích thêm mã cổ phiếu PAN, NAF. Một số các mã cổ phiếu trước đây chúng ta quan tâm và đến bây giờ thì nó đang đang bắt đầu có những cái tín hiệu kỹ thuật đang khá là ok rồi. Và đấy là những cái thời điểm mà chúng ta sẽ canh để chúng ta cân lại. Các tài khoản mà đang bị kẹp thì chúng ta sẽ cân để chúng ta đảo hàng, còn các cái tài khoản mua mới thì cũng hoàn toàn là ok. Chúng ta sẽ đi phân tích một số các mã cổ phiếu penny các anh chị nhé. Rồi, HQC. HQC đến thời điểm tại, tức là HQC đã có một nhịp rơi, đúng không ạ? HQC sau khi mà nó vươn lại được cái đỉnh cũ ở đây là 10.5 thì HQC đã có một cái nhịp rơi rất là mạnh. Và sau nhịp rơi mạnh thì HQC cũng đã có 3 nhịp hồi, và nó đang đi nhịp hồi thứ 3. Ở trên góc độ kỹ thuật thì chúng ta đánh giá ở vùng 4.8 đến vùng 5, đó là cái vùng hỗ trợ kỹ thuật rất là mạnh của HQC rồi. Và trong tuần tới thì chúng ta sẽ có vùng 5.35 đến khoảng vùng 5.4. Đó là những cái vùng mà khả năng thì HQC sẽ đi ở trên cái vùng này. Đó, và mục tiêu thì HQC sẽ phải break được cái vùng 6.
Cái điều đáng lưu tâm nữa là HQC muốn đánh á, thì cái lực cầu nó phải đạt khoảng tầm từ 25 triệu cổ phiếu trên một phiên, 20 đến 25 triệu. Đây là một cái tín hiệu kỹ thuật mà chúng ta lưu tâm. Vậy thì chúng ta sẽ gom vị thế đó, ví dụ như là chúng ta sẽ gom khoảng tầm độ 80% số chúng ta cần mua, hoặc là bây giờ chúng ta gom đủ rồi, thì trong một cái phiên mà lực cầu bắt đầu có dấu hiệu vượt khoảng tầm 12 triệu cổ phiếu trên một phiên và giá tăng, thì đấy là cái thời điểm mà chúng ta bắt đầu gom thêm. Và khi cổ phiếu, khi mà cái lực cầu mà vượt 20 triệu cổ phiếu trên một phiên, thì đấy là cái điểm mà chúng ta có thể gom chết được đó, gom chết cổ phiếu đó. Tức là cái thời điểm đó là chúng ta xác nhận là cái dòng tiền đầu cơ người ta đánh rồi, như vậy chúng ta gom ok. Ở VTC sau một cái giai đoạn JVC JVC sau một cái giai đoạn nó tích lũy, thứ nhất là một sau một cái giai đoạn chỉnh giảm rất là mạnh này, đó, nó cũng mất khoảng tầm 50% về thị giá này, và nó có điểm tạo đáy tạo nền nó quanh vùng 5.7 đến vùng 6 2 tuần, và VDC tích lũy rất chặt ở vùng 6.3 đến vùng 6.5, thì đấy là những cái thời điểm mà chúng ta sẽ gom gom vị thế, và chúng ta chờ những cái thời khắc mà VDC có những cái lực đánh. Ví dụ như những cái phiên như này, tức là lực đánh của nó đâu đó cũng đạt được khoảng tầm 3 triệu 7 3 triệu rưỡi, 3500123, tức là khoảng tầm 3 triệu rưỡi trên một phiên, thì đấy là những phiên mà chúng ta canh gom thêm, chúng ta gom thêm. Ở thời điểm hiện tại thì phiên kết tuần thì VDC đã JVC đã có cái điểm break, vượt thoát được đây, vượt thoát được cái vùng 6.5, đấy là một cái tín hiệu rất là ok. Ngắn hạn thì chúng ta sẽ kỳ vọng ở vùng 7.8 đến khoảng vùng 8 đó, thì chúng ta chốt tạm. Giả sử như chúng ta gom ở vùng 6.3 mà chúng ta chốt được 7.8, ông từ xem nào, 7.8 từ 6.3 chia cho 6.3, ok anh chị, cũng khoảng tầm 20%, 8.81 đó, một nhịp mà chúng ta đảo được, hoặc là chúng ta gom được, chúng ta chốt được một cái lợi nhuận khoảng tầm 20% là ok, rất là đẹp rồi. Cổ phiếu VHG hiện tại đang bị đè, VHG thì đang bị đè khá là mạnh, không hiểu sao mà cầu nó chưa vào, nó đang bị đè ở cái khu vực 5.2, 5.3 tương đối là mạnh. Nhìn trên góc độ kỹ thuật đó, thì đang kỳ vọng một cái ý đồ thôi, một cái ý đồ này, nhưng mà ý đồ này thì cần phải có thể hiện bằng hành động, chứ còn nếu mà không có hành động thì nó sẽ rất là khó. Tức là gì? Tức là nó đi siết chặt nhẹ nhàng ở quanh vùng 5, vùng 5.1, 5.2, sau đó lực cầu đánh tốc được khoảng vùng 6 cộng, với một cái lực cầu nó duy trì khoảng tầm 3 phiên ở khoảng tầm, tức là trong một tuần đi, nó đánh được khoảng tầm trên 10 triệu cổ phiếu trên một phiên đó, thì đấy là một cái dấu hiệu nhận diện rằng nháy, nó đánh rồi anh em, chúng ta xông lên đó. Đó. Tức là dòng tiền lớn nó đánh, hôm nay là như thế. Chúng ta đi theo cá mập các anh chị, chúng ta đi theo những cái dòng tiền lớn, chúng ta nhỏ lẻ chúng ta không quyết định được vận mệnh cổ phiếu đâu. VHG, HVG, HVG là con này tuần giao dịch lần các anh chị này, con này cũng đang quan tâm đấy. Cái hàng đầu cơ thì nó có nhiều cái trường phái lắm để đánh VHG. Rồi mã cổ phiếu HHS hiện tại là đẹp rồi, HHS của Hoàng Huy. Thì đối với HHS cũng đã giảm từ vùng 12 và về đến vùng 6, tức là cũng mất gần 50% về thị giá. Và trong tuần vừa qua, chính xác là trong 2 tuần vừa qua, vùng 6.7 đến vùng 7 nó tích lũy nền khá là đẹp. Lực cầu phiên ngày hôm nay đã bắt đầu có cái dấu hiệu vượt trung bình 21 phiên. Và nói chung con này nó quẩy á, thì cái lực cầu nó đánh khoảng tầm độ 6 triệu trên một phiên. 6, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Đó, khi nào mà nó đạt được đến những cái target như này thì lúc đó là cái dòng tiền lớn nó đánh rồi. Và khi dòng tiền lớn đánh thì chúng ta sẽ rất là yên tâm. Ngắn hạn chúng ta có vùng kháng cự 8, đặt mục tiêu ở vùng 8 đã, rồi chúng ta sẽ tính toán tiếp các anh chị nhé. ITA thì cũng ITA cũng hay rồi đấy. ITA là vòng 1, vòng 2, vòng này thì nó sẽ, đây này, Hùng đang dự kiến là ITA sẽ đánh về khoảng quanh vùng 13. Đánh về quanh vùng 13, sau đó nó sẽ test cung một nhịp nữa, rồi khi đó nó mới đánh mạnh, tức là nó sẽ đi kiểu này, đó, nhịp 1 này, nhịp 2 này, về 13 thì sau đó nó chỉnh nhẹ nhàng một phát đây này. Đó, rồi sau đó nó mới view, cái nhịp view đằng sau này nó mới siêu này, mới sướng này. Bao giờ nó cũng vậy, cái sóng 1 bao giờ nó cũng sẽ kém hơn sóng chỉnh 2 và cái sóng tăng 3. Đây là cái sóng 3. Đó, chúng ta học về sóng Elliott thì chúng ta thấy rằng cái sóng 3 sẽ là một sóng rất khỏe ở trong cái sóng đẩy của cổ phiếu. Đó.
DLG, hiện tại thì DLG cũng đã được phân tích khuyến nghị đầu tư, và DLG thì cũng là một cái mã pen rất là hay, Hùng Lê thường xuyên chiến đấu, đang được lãi khoảng tầm hơn 10% rồi. Phiên ngày hôm nay thì cực kỳ đẹp rồi, nó đã đè được vùng 5.6 với lực cầu thì chưa ổn lắm, lực cầu của em này mà nó đánh khoảng tầm độ 12 triệu cơ thì mới ngon. Tuy nhiên đây là cái giai đoạn đầu, cái giai đoạn khởi nguyên của một cái sóng tăng thì bao giờ nó cũng vậy, nó cứ phập phù như như thế này đã. Đây các anh chị nhìn thấy không ạ? Đó, rồi sau đó nó mới có những cái dòng tiền lớn nó quất. Đấy, cái sóng này nhìn cái kiểu đi này nó cũng giống như con này đấy. Đó, và một cái cách gọi là nông dân học. Đó, nông dân học thì các anh chị vẽ một cái hình chữ nhật này, các anh chị đó vẽ một hình chữ nhật này đi. Đây ở đây. Đó thì như vậy là gì? Như vậy là 50% của cái target này đâu đó chúng ta như vậy là gì ạ? Ít nhất là đi được 50% chứ gì? Đó, 50% thì cái target này nó sẽ lên đây, đó là vùng mấy đây? Vùng mấy đây các anh chị? Vùng 7. Đó, mà đi được một phần 100% target thì nó đi được vùng 9, nhưng mà nói chung ở đây vùng 8.3, như vậy là chúng ta sẽ có hai cái target của DLG. Nôm na là nó là như vậy. Bởi vì gom ở dưới này rồi thì bây giờ chúng ta phải tìm cái đường mà chốt đó, và một là chốt ở vùng 7, hai là chốt ở vùng 8.3. Đó, đoạn này quăng đi một nửa. Đó, nếu mà quăng đi một nửa xong á thì về đây có khi nó lại chỉnh cung này. Đó, nó chỉnh cung về quanh 6 mà không thủng á thì lại gom lại cái nửa đấy để làm nhát hai. Đó, hướng về 8.3 đến vùng 9 đó, cách đánh hôm nay nó đơn giản như vậy thôi. Rồi, TTF cũng đẹp rồi. TTF là các tài khoản mà các anh chị đang cầm là cũng chúng ta cũng khẩn trương luôn. Vùng 18 mà về đến vùng 9 cũng mất 50% về thị giá rồi, rất là đau đúng không anh chị, nếu như mà chúng ta gom phải ở những cái vùng ở trên này. Nhưng chúng ta cũng không có gì phải vội vàng cả đúng không ạ, cứ bình tĩnh rồi cổ phiếu nó sẽ có những cái điểm để chém cá. Hùng bây giờ cũng ít khi cũng cắt lỗ đó, và chúng ta phải tìm được cái điểm hồi tụ kỹ thuật. Thì ở vùng 8 8.8 đến vùng 9 là vùng hồi tụ kỹ thuật rất là đẹp của TTF rồi đó. Vậy thì từ cái vùng hồi tụ kỹ thuật này thì anh chị em của chúng ta sẽ cân này. Cái thứ hai là tuần tới nó sẽ có khuyến nghị cho các anh chị ở trên nhóm, đó là vùng 9.3, ở quanh vùng 9.3 đó, và nó sẽ test này, nó sẽ test cung anh chị nhá, nó sẽ test cung tạo nền ở đây, tức là để mà nó bật tăng được á, thì bao giờ nó Hùng mô phỏng với nhá, đây là cuối con đường, ở cuối con đường nó sẽ có một cái sóng tăng như vậy, nhưng mà để mà tăng được như vậy thì bao giờ nó sẽ có một cái sóng hình răng cưa, các anh chị cứ nhìn như vậy đó. Cái mô típ này thì nó đi không 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 lệch đi đâu được, nó sẽ có một cái sóng hình răng cưa như vậy, và sau một cái sóng hình răng cưa thì sao, thì chúng ta sẽ có một cái có một cái điểm nhấn kỹ thuật nào đó. À, ví dụ như nó break vùng 10, và tại cái phiên break đó mà nó lại đánh được một cái lực cầu đâu đó khoảng tầm độ 15 triệu cổ phiếu trên một phiên. À, thì đấy là gì? Đấy là thời điểm mà các anh chị gom full, tức là điểm mua cuối cùng với các anh chị. À, khi mà nó break đây thì mua cuối cùng. Còn đây là những cái điểm điểm nhấn kỹ thuật này, đó là những điểm mình thu gom. À, cách đánh như vậy thôi. TTF cũng ổn rồi, khá là ổn rồi. Pan cũng đang ổn rồi, Pan này. Pan cái tính cơ bản khá là tốt. Sắp tới là khủng hoảng về nông nghiệp với các anh chị nhá. Khủng hoảng về nông nghiệp là hôm nay là chính thức là những cái căng thẳng về nông nghiệp của toàn cầu nó đang rất là căng co. Chính vậy nên là những cái mã cổ phiếu của ngành nông nghiệp và TSC này, rồi gì gì đấy, Pan này, NAF này, đấy, lại lên ngôi. Đó chính là những cái thông điệp đó, và Pan ngày hôm nay khá là ok. Nhịp 1 thì cũng sẽ hướng target của Pan lên lên vùng 26 đó. Thì đối với Pan, chúng ta cũng đã bị một cái điểm sai ở quanh vùng 30, giá vốn của Pan ấy, nếu nếu Hùng không nhầm thì là vùng 30. Tuy nhiên là Hùng cũng đã đảo được hai nhịp, nhịp này đảo được một phần và nhịp này đảo bắt đầu tiếp tục đảo nữa đó. Thì Pan nó cũng chỉ chạy khoảng 1-2 cây nữa là lãi thôi đó. Cái câu chuyện là chúng ta khi chúng ta thất bại thì chúng ta làm gì đó, đó. Chúng ta chỉ là gọi là những cái điểm này nó không không gọi là điểm thất bại, chúng ta tạm thời chúng ta phải chấp nhận thị trường, tức là khi mà thị trường mà đã bị như này chúng ta đừng có cố chấp nó các anh chị, chúng ta không chống lại được, không chống lại được xu hướng, mà chúng ta phải chờ đến lúc thị trường có khả năng tạo đáy. Và những cái phân tích của Hùng thì những cái phân tích khá là sớm, nó cũng sẽ nhìn được được cái khả năng mà cổ phiếu có xu hướng quay trở lại bật, và đây sẽ là những nhịp rất là tuyệt vời. Đó, vùng 20-21 đảo được lên đến khoảng vùng 25-26, như vậy nó cũng 15-20% rồi. Đó, ví dụ như vậy, và đến vùng này chốt, ví dụ thế. Rồi chúng ta lại sau đó chúng ta lại dò tiếp đến cái vùng hỗ trợ cái từ tiếp theo.
NAF cũng ok rồi, cũng bắt đầu bắt đảo hàng rồi. Đó. Vì sao bắt đảo hàng thì nó đơn giản lắm, nó có nhiều, nói chung là chúng ta đó thì NAF chúng ta cũng bị phân tích một cái sai đó, và sau đó thì NAF chỉnh đó, chỉnh về đây thì bắt đầu các anh chị đó, ngon rồi. Cầu đánh như này là tốt rồi, và nó chỉ cần khoảng tầm độ một vài phiên nó lại dốc khoảng tầm 1,5 triệu đến khoảng tầm 2 triệu cổ phiếu trên phiên đó, ví dụ vậy. Thì ít nhất là nhịp này thì không dám chắc xa, nhưng mà chúng ta cũng có dự dự ở một cái target ở khoảng quanh vùng 10-18, ví dụ vậy đó. Đó, bắt được ở đâu vùng 14-17 mà lên đến vùng 18 đó, thì chúng ta cũng đã có một cái nhịp đảo hàng rồi, và về đến vùng này chúng ta chốt bớt đi, chốt trận một đi, xong đó thì chúng ta sẽ tìm các cái điểm hỗ trợ để chúng ta vào nhịp hai nếu có, ví dụ như thế. Rồi chúng ta lại vào nhịp ba đó, thì đây là chúng ta phân tích một sóng lên. Thì các anh chị lưu ý này, bao giờ nó như vậy thôi các anh chị, sau một cái khủng hoảng, sau một cái giai đoạn khủng hoảng thì bao giờ nó cũng vậy đó. Thì cái mô hình hùng vẽ đây này, lên một này, xả một này, lên này, thì nó không có khác gì ở đây đâu, đúng không anh chị? Sau một cái mô hình nó khủng hoảng này, nó lên một này, nó xả một này, rồi nó lên tiếp này đó. Vậy thì đây đây cũng như vậy, thì đây cũng như vậy thôi, tức là trong quá khứ như thế nào thì tương lai nó sẽ lặp lại như vậy. Tất nhiên là nó không đúng 100%, nhưng cái khả năng để mà nó lặp lại ở trong tương lai nó cũng khá là ok đó. Thì mình sẽ chia sẻ với các anh chị một số các cái cách nhìn nhận, cách đánh giá cổ phiếu như vậy, ok. Thế thì bản tin tuần này chúng ta sẽ dừng lại phân tích cổ phiếu ở đây. Bây giờ chúng ta sẽ có khoảng tầm 15 phút để chúng ta có những phân tích về mặt thị trường chung các anh chị. Ok, kênh chứng khoán Chiến binh trên từng con sóng thì Hùng Lê đã xây dựng khoảng tầm 3 năm nay và liên tục đồng hành cùng với anh chị em cộng đồng nhà đầu tư, có những điểm làm được, có những điểm chưa làm được. Ok, đấy là cái thực tế, không ai có thể toàn vẹn được và không ai có thể hoàn hảo hết trơn á. Và quan trọng nhất đó là chúng ta cho nhau cái sự chân thành. Cái sự chân thành nó rất là quan trọng, nó sẽ giúp cho chúng ta có được một cái quá trình làm việc bền vững và lâu dài đó. Chứ còn nếu mà làm việc theo cái kiểu chột giật, theo cái kiểu lừa tộc hoặc là theo cái kiểu lừa lọc nhau á, thì chúng ta chỉ làm việc được một lần đến hai lần thôi, không có đến lần thứ ba. Nhưng chúng ta cho nhau cái sự thẳng thắn, cái sự chân thành và cái sự nhiệt huyết đó. Ví dụ tôi chỉ có nghĩ được như vậy thôi, cái khả năng của tôi như vậy thôi, và tôi đã đưa hết cho các anh chị rồi, thì đấy là cái sự chân thành, ok đó. Chúng ta không có lừa lọc nhau, như vậy là rất là tuyệt vời. Thì cái bản tin tuần video số 127 thì đã có những cái phân tích khá là chi tiết. Tìm lại 127. Chúng ta đã có những cái phân tích khá là chi tiết về mặt thị trường chung. Đó là một phiên ngày 22 tháng 5 thì cũng đã có những cái phân tích khá là chi tiết ở đây. Thì trên cái bản tin tuần thì cũng đã có nói với các anh chị là chúng ta có hai vùng hỗ trợ kỹ thuật, đó là VN30 và phái sinh ở vùng 1260, sau đó 1235 đến 1240. Thì chúng ta nhìn thấy ở trong tuần giao dịch vừa qua, chúng ta sẽ nhìn về chart kỹ thuật của VN30 ở đây các anh chị. Đó. Thì Hùng có, đây là cái thời điểm mà chúng ta ra bản tin tuần, đúng không ạ? Bắt đầu phiên giao dịch của ngày 23 đây. Thì chúng ta có điểm 1260 chính là cái đường này. Thì VN30 ngay lập tức trong phiên giao dịch của ngày thứ hai nó đã test vùng 1230. Và cái điểm test sâu hơn, chúng ta có phân tích dự phóng đó là vùng 1235 đến 1240. Thì đến phiên giao dịch ngày thứ tư, ở VN30 suýt soát chạm cái điểm thấp nhất của nó. Đây các anh chị có thể xem ở đây là vùng 1246 điểm các anh chị, tức là khoảng 6 điểm nữa thì về đến vùng 1240. Còn trên góc độ phái sinh thì các anh chị có thể nhìn thấy đây, chúng ta sẽ nhìn tổng quan cái chart kỹ thuật của phái sinh đó. Thì 1260 là trong 13 giờ của phiên giao dịch ngày thứ hai nó test, và đến 14 giờ khoảng khoảng đó, phiên ngày giao dịch của ngày thứ hai thì nó test về vùng 1235 đến 1240, và đến phiên giao dịch của ngày thứ tư thì phái sinh của chúng ta chạm đúng hỗ trợ 1235, test mô hình V kép ở đây và bắt đầu một cái hành trình long, ok, được chưa anh chị đó. Còn đối với index thì cũng có nói đến cái vùng 1215 đến 1220 và cho phép có thể chỉnh đến vùng 1190 trong cái tuần giao dịch vừa qua. Thì chúng ta có thể nhìn thấy cái chart kỹ thuật của index ở đây để chúng ta nhìn thấy các cái điểm hỗ trợ kỹ thuật của nó ở đây các anh chị. Và ở trong tuần vừa qua thì cái điểm 1215 đến 1220 là index của chúng ta có test ở trong cái phiên giao dịch của ngày thứ hai và ngày thứ ba. Còn điểm rơi sâu nhất của nó là nó rơi về
vùng 1.207 điểm trên cái vùng mà chúng ta cho phép đối với chỉ số index của chúng ta, đó là vùng bao nhiêu? Vùng 1.190. Như vậy thì Hùng sẽ dừng lại ở đây. Một cái điểm mấu chốt cực kỳ tuyệt vời đối với thị trường chung trong tuần vừa qua đó là gì? Đó là VN30 và phái sinh ở trên vùng 1.235 điểm. Đó là câu chốt. Câu chốt thứ hai đó là index nằm trên vùng 1.190 điểm. Đó là câu chốt thứ hai. Đấy là hai cái mấu chốt vấn đề để giúp cho thị trường có những cái điểm gọi là gì ạ? Điểm then chốt các anh chị, điểm then chốt tạo nền, tạo đáy và xu hướng hồi phục của thị trường. Ok. Vậy thì sau khi mà thị trường có được hai cái điểm đó, đó giống như kiểu nó có được những cái điểm chốt đó thì sao? Đó. Thì trong cái trường hợp thị trường test các cái ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật trên đảm bảo lực long bật lại kết hợp với cơ sở có nhiều nhóm ngành chủ lực để kéo thị trường, thì khi đó thị trường sẽ rất ok để chúng ta tính toán các cái điểm kháng cự. Vậy thì các điểm kháng cự tuần đó là index ở vùng 1250, sau đó 1270 đến vùng 1280. Và các anh chị chúng ta sẽ quan sát index tuần. Ok. Thì sau khi mà index tuần đã giữ được ở những cái vùng hỗ trợ kỹ thuật cực kỳ quan trọng về bản chất là trong index nó test ở trong phiên giao dịch ngày thứ tư, nhưng kết phiên ngày thứ tư là nó đã long bật được vùng 1220 điểm ở đây. Đấy là những cái chốt cực kỳ quan trọng để giúp cho chúng ta định lượng cái vùng kháng cự tiếp theo, đó là vùng 1250 các anh chị. Index long lên vùng 1250 và đến vùng 1280, tức là index tuần của chúng ta đã đạt được cái vùng kháng cự target cao nhất ở vùng 1280. Ok. Đó, anh chị có thể nhìn đây. Đó. Nó rất là logic các anh chị nhá. Thị trường nó vận động cực kỳ logic chứ không phải có cái gì nó mâu thuẫn hết. Đó. Thì ở đây là một vùng 1.285, tức là nó cũng lệch khoảng tầm 5 điểm, rất là tuyệt vời, đúng không ạ? Còn đối với chỉ số VN30, khi mà các yếu tố kỹ thuật ví dụ vùng 121, cái này là viết bị nhầm này. Viết bị nhầm 1235. Đấy, 1240, 1235 chứ không phải 1325. Đấy, chỗ này viết bị nhầm này. Thì chúng ta sẽ có phái sinh ở VN30 sẽ công vùng 1300 điểm và sau đó thì chúng ta sẽ tính toán vùng 1320 điểm trong bản tin tuần. Thì chúng ta cũng có thể nhìn thấy chart kỹ thuật, khi mà VN30 chúng ta đảm bảo được cái yếu tố kỹ thuật ở vùng 1235 điểm đến 1240 ở đây, thì chúng ta sẽ tính toán điều gì? Tính toán điều thứ nhất là kháng cự 1300 điểm đây đạt được các anh chị, và sau đó thì 1320, tức là gì? Tức là trên cái dự báo ở trong bản tin tuần thì VN30 đã đạt được hai cái mốc kỹ thuật là target ở vùng 1300 và vùng 1320. Còn trên cái góc độ của phái sinh thì các anh chị có thể quan sát ở đây. Đó. Khi mà cái tín hiệu kỹ thuật của phái sinh đảm bảo được ở vùng 1240, 1250 thì 1235, 1240 thì chúng ta sẽ có cái target tiếp theo, đó là tính toán ở vùng 1300 điểm, và sau vùng 1300 điểm thì chúng ta sẽ có target 1320. Và đối với phái sinh thì trong tuần đóng cửa vùng 1322 điểm, tức là gần sát với những cái phân tích dự báo của cá nhân Hùng Lê. Thì Hùng có chia sẻ rồi, tức là mà chúng ta không nói đúng nhá, chúng ta không nói sai nhá. À, chúng ta cũng không có nói tài nhá, chúng ta cũng không có nói giỏi nhá. Ok. Mà thị trường chúng ta luôn luôn đúng, còn chúng ta thì luôn luôn sai, chúng ta cứ hiểu như vậy. Và những cái góc độ chia sẻ như vậy để làm gì? Để giúp cho các anh chị em của chúng ta có thêm những cái định lượng rất là quan trọng. Và trong tuần thì đương nhiên kết thúc những cái phiên giao dịch, ví dụ như kết thúc từng cái phiên giao dịch hàng ngày, trước khi một cái phiên giao dịch của ngày thứ ba, thì Hùng sẽ có một cái bản tin ngắn ở đây, lúc đấy khoảng 8:52 ngày 24/3, và tất cả các ngày giao dịch đều như vậy. Và Hùng sẽ đánh giá cái phiên giao dịch của ngày hôm qua và đến phiên giao dịch ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có những cái hỗ trợ ở điểm nào, kháng cự điểm nào, ở nhóm ngành nào sẽ là nhóm ngành đó, phiên giao dịch ngày thứ ba, phiên giao dịch ngày thứ tư thì chúng ta có những cái điều gì đó, phiên giao dịch của ngày thứ năm, rất nhiều các cái phân tích kỹ thuật ở trên nhóm các anh chị. Cái nhóm này nhóm không chat nên là các anh chị em của chúng ta có thể tra cứu lại khá là nhiều. Đó, khi VN30, VN phái sinh chạm lắc nhẹ index kháng cự tiếp theo, đó từ lúc này là mấy giờ đến này, 13:29 ngày 25/2. Đó, thì chỉnh về VN30 chạm 1300 thì nó sẽ test cung, đúng không? Phái sinh chạm thì nó test cung, lắc nhẹ về vùng 1290, sau đó kéo tốt thì đánh tiếp đấy. Thế anh chị khi mà phái sinh này đó, chạm về vùng 1300 điểm thì nó sẽ có những cái điểm lắc đây này, đó những cái điểm lắc về vùng 1290, 1293 đây này, đó, nó lắc lại mà.
Và tại thời điểm đó thì chúng ta bắt đầu tính toán cái vùng kháng cự tiếp theo của VN30 và phái sinh ở vùng 1320, index ở vùng 1270. Đó, sau đó thì tính toán ở vùng 1280. Ok. Rồi, như vậy là bản tin tuần vừa qua thì rất là tốt, thị trường rất là tốt và thị trường đang có những cái xu hướng tạo đáy. À, xu hướng tạo đáy. Vậy thì cái lực long này nó sẽ chạm đến đâu? Thì đấy là một cái điểm rất quan trọng. Cái điểm rất quan trọng như vậy để làm gì? Để chúng ta không mua nữa, anh chị chốt. Đó, câu chuyện là như vậy. Thế thì trên góc độ kỹ thuật chart bữa năm thì cũng sẽ có một vài ý như sau. Thứ nhất đó là VN tuần, VN 30 tuần thì nó có thể quay lại ở biên 1315, 1320 hoặc là sâu hơn sẽ là vùng 1300 điểm. Nó có thể quay trở lại test ở đây. Đó, rồi sau đó thì nó mới kéo lên cái vùng 1350, 1360. Đây là cái vùng mà các anh chị lưu tâm. Vùng kháng cự rất mạnh của thị trường, vùng kháng cự của VN30 và phái sinh cực kỳ mạnh ở đây. Đó, vì vậy nên là khi mà thị trường hưng phấn kéo lên cái vùng này thì chúng ta nên tỉnh táo để chúng ta rút bớt quân ra khỏi cái thị trường, tức là chúng ta bán cổ phiếu để chúng ta thu về một lượng tiền mặt. Cái lượng tiền mặt đó nó có ý nghĩa rất quan trọng các anh chị, rất quan trọng, và quan trọng đến mức như thế nào thì cũng sẽ có những cái phân tích khá là chi tiết sau này. Bởi vì khi mà thị trường rũ nhịp đầu á, thì nó sẽ rũ khoảng tầm 100 điểm. Tức là gì? Tức là khoảng 2 đến 3 phiên sau khi nó đạt mắt cái target của nhịp này thì nó sẽ rũ khoảng tầm 100 điểm trong 2 đến 3 phiên. Nó xả rất sốc. Và cái việc xả sốc như vậy thì có thể là đến cái phiên thứ 3 là các anh chị em cắt đáy, tức là cắt lỗ. Thì cắt lỗ sang một phát thì nó lại kéo. Đó, cái cách của tạo lập nó làm như vậy. Vậy chúng ta phải rất tỉnh táo ở trong giai đoạn này. Mua thì mua rồi, quan điểm Hùng như vậy. Tuần tới cũng sẽ không mua, tuần tới chỉ có canh bán thôi. Đó là quan điểm anh chị nhá. Thì đối với phái sinh cũng như vậy, nó có thể quay lại test ở vùng 1310 và cái điểm sâu hơn có thể vùng 1300 ở đây. Nó sẽ xây nền tích lũy, đắp bờ tạo đáy ở đây. Đó, sau khi mà đắp bờ ổn định thì nó cũng sẽ có cái vùng target mục tiêu đối với phái sinh tuần ở quanh vùng 350 hoặc vùng 360. Đó, thì khi mà thị trường mà lên được những cái vùng này thì đấy là cái thời điểm mà chúng ta bảo ô, chúng ta phải dừng lại đã, chúng ta phải quan sát đã, ở chỗ này là có cướp rồi, chỗ này là nguy hiểm rồi, thì chúng ta phải bình tĩnh. Đó, ok anh chị. Bởi vì thị trường bao giờ nó sẽ đẩy lên những cái cao trào rất là mạnh, và tại thời điểm cao trào đó thì gần như nhà đầu tư quên đi mình, quên mất mình đang đứng ở đâu, quên mất thị trường nó đang như nào. Chính vậy nên đấy là những cái thời điểm cần phải lưu tâm. Đó, chúng ta phòng hơn chống, tức là chúng ta phòng hơn chống anh chị nhá. Bởi vì chúng ta không chống được mà chúng ta phòng tránh được, chúng ta tính toán được những cái kịch bản rủi ro thị trường như vậy thì chúng ta phòng. Đó, tất nhiên nếu mà tại cái thời điểm đó nó không thủng, nó không bay thì là ok đúng không ạ? Nhưng mà cái trường hợp nếu nó mà nó bay hoặc nếu mà nó short, nếu mà nó xả thì tôi đã chuẩn bị sẵn rồi, tôi đã bán cổ phiếu rồi, tôi đã có một lượng tiền mặt rồi, thì các anh xả thì tôi lại mua. Đó, câu chuyện như vậy. Ok. Đối với index tuần thì cũng hoàn toàn tương tự như vậy. Index tuần có thể quay lại test ở vùng 1260 và điểm xa hơn ở đây có thể tính toán ở vùng 1245 đến 1250. Trên góc độ kỹ thuật thì cái vùng kháng cự mạnh của thị trường ở vùng 1300 đến 1310, đây sẽ là những cái vùng mà thị trường sẽ có những điểm kháng cự rất là mạnh. Đó, thì chúng ta sẽ bộ ba này, cái thằng nào mà nó chạy kháng cự trước á, chạy lên kháng cự trước á, thì chúng ta sẽ ok, chúng ta sẽ tính toán trước. Ví dụ như là ở tuần tới thì thằng index nó lên cái vùng 1300 đến 1310 này trước, đó thì đấy là kháng cự trước. Hoặc là phái sinh nó chạy lên cái vùng 1350 trước, hoặc là cái thằng VN30 nó chạy lên vùng 1350 trước, thì đây là ba cái mốc kháng cự đáng lưu tâm ở trong tuần mới. Ok anh chị. Rồi, bản tin tuần này của chúng ta đến đây là hết. Và Hùng Lê một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn anh chị em đã đồng hành cùng với Hùng Lê trong suốt thời gian vừa qua. Và những anh chị em nhà đầu tư mà xem những cái bản tin tuần, chúng ta có những cái góc nhìn, có những cái đồng quan điểm, thì cũng mời các anh chị về với team của Hùng Lê tại công ty chứng khoán VPS. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả anh chị em trong các bản điểm tin tuần tiếp theo.